Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 75. Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông sợ hãi quay đầu. Ngoại trừ hai người bọn họ, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một luồng áp lực khó có thể ngăn cản. Bùm, bùm. Bao gồm Thẩm Nại Tuyết, Sư Thái Tĩnh An, ông Lão Thiên Khiếm, toàn bộ đều bị ép quỳ xuống mặt đất. Một giây tiếp theo, hai bóng người từ trên trời hạ xuống. Một người đàn ông trung niên. Một thiếu phụ trung niên. Hai người nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác áp bách cường đại. Vừa nhìn thấy hai người kia, Giang Thái Hư đã dập đầu ba cái, cháu cố đời thứ tư, Giang Thái Hư, xin bái kiến hai vị lão tổ tông. Dư Khải Đông ngược lại hít một hơi thật sâu, hai vị phong hào thần đế của nhà họ Giang. Tiền bối Giang Phong Hoa, tiến bối Giang Lục U. Ánh mắt của Giang Phong Hoa dừng trên người Dư Khải Đông, nhìn thấy bổn đế, tại sao không quỳ xuống. Trong lòng Dư Khải Đông run rẩy, cố gắng mở miệng, tôi là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Đạo Tông. Bùm! Một luồng áp lực đột nhiên ập đến. Hai đầu gối của Dư Khải Đông mềm nhũn, bị buộc phải quỳ xuống đất. Còn ông? Ánh mắt dừng trên người Nhậm Kiếm Hành. Nhậm Kiếm Hành mỉm cười sảng khoái, tham kiến hai vị thần đế. Dứt khoát quỳ xuống. Giang Phong Hoa không tiếp tục để ý đến hai người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chỉ là một con kiến hôi ở cảnh giới siêu phàm đỉnh phong mà cũng có thể gây chuyện ở nhà họ Giang sao. Còn tiến vào cấm địa của tộc hỗn độn, Giang Thái Hư, ông làm gia chủ thế nào vậy? Giang Thái Hư hơi sửng sốt một chút. Cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Không đúng. Khi tiểu súc sinh vừa rồi xông vào rõ ràng chỉ mới là cảnh giới chân linh đỉnh phong thôi, Giang Thái Hư tràn đầy nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh, không khỏi hoảng sợ. Khí tức cảnh giác của tiểu súc sinh này lại thật sự biến thành cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Đệt, cậu ta đã thăng cấp. Đồng tử của Giang Thái Hư co lại, không chỉ có ông ta. Những người khác cũng phát hiện ra điều này. Trong lòng Nhậm Kiếm Hành chấn động, tiểu tử này lại thăng cấp. Ước chừng đã thăng lên một cảnh giới lớn. Trong mắt Dư Khải Đông lóe lên, đáng tiếc hôm nay người này sẽ chết chắc, nếu không có thể để cậu ta gia nhập Thiên Đạo Tông. Trong lòng Thẩm Nại Tuyết chỉ có bốn chữ, yêu nghiệt biến thái. Những người tu võ còn lại đều sững sờ tại chỗ. Chưa đến một giờ, anh đã từ cảnh giới chân linh đỉnh phong thăng cấp lên đến cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Hai mắt Giang Lục U tối sầm lại, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Giang Thái Hư, ông nói cái gì? Tiểu tử này vừa rồi còn thuộc cảnh giới chân linh đỉnh phong sao? Bây giờ đã thuộc cảnh giới siêu phàm đỉnh phong, ý của ông là chỉ trong vòng một giờ thôi à? Thăng cấp lên một cảnh giới lớn. Giang Thái Hư nuốt nước miếng, hình như là... Giang Lục U xoay cổ tay. Một luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy anh, tiểu tử, quỳ xuống kể rõ ràng cho tôi nghe tất cả bí mật trên người cậu. Nói cho bổn đế biết sốt của cậu đến nhà họ Giang là muốn làm gì. Cả người Diệp Bắc Minh bộc phát toàn lực, phong hào thần đế là gì? Muốn tôi quỳ xuống sao? Ngoại trừ trời đất người thân và sư phụ thì không có người nào có tư cách bắt tôi quỳ xuống. Cút! Tiến về phía trước một bước, nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chín con ma long màu đen lại lao ra một lần nữa, một con huyết long lại lao thẳng lên trời. Tiểu tử này điên rồi sao? Sao lại dám nói chuyện với người được phong hào thần đế như vậy? Đám đông quá sợ hãi. Trong mắt của Thẩm Nại Tuyết suýt chút nữa lồi ra ngoài. Ông Lão Thiên Khiếm nhếch miệng cười, sư muội, xem ra chúng ta không cần ra tay. Sư Thái Tĩnh An gật đầu, lợi cho cậu ta, quay lại bắt con khốn nhan như ngọc kia lại, tôi đây phải tra tấn cô ta đến chết. Khóe mắt Giang Lục U co giật dữ dội, đồ khốn khiếp, mày tự tìm cái chết. Đang định ra tay. Đột nhiên. Một giọng trời vang lên, Giang Lục U, Giang Phong Hoa. Hai anh em các người dám động vào cậu ta. Bùm. Ánh mắt mọi người ngưng lại, dừng ở phía sau Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành chậm rãi bước tới, sắc mặt đã cải thiện rất nhiều. Giang Lục U hơi sửng sốt, ồ,
cô lại là ai? Nói thử xem, tại sao chúng ta không thể động vào cậu ta? Lạc Khuynh Thành không chút do dự nói, tiểu sư đệ của tôi là huyết mạch của hoa tộc thượng cổ, ông dám động vào cậu ta sao? Giang Phong Hoa sửng sốt, cô nói gì? Giang Lục U kêu lên, không thể nào. Giọng nói của hai người gần như vang lên cùng một lúc. Những vị khách khác có mặt cũng sững sờ ngay tại chỗ. Thẩm Nại Tuyết sửng sốt, giống như đang nghĩ tới điều gì, sao có thể, cậu ta người của hoa tộc. Người của hoa tộc thượng cổ, chẳng trách. Ánh mắt Dư Khải Đông nheo lại, tất cả ánh mắt ngưỡng mộ yêu thương đều biến mất. Thay vào đó là một luồng sát khí ngút trời. Sắc mặt già nua của Nhậm Kiếm Hành trầm xuống, Dư Khải Đông, nếu ông dám động vào một sợi tóc của cậu ta thì đừng trách tôi trở mặt. Dư Khải Đông nghiến răng, Nhậm Kiếm Hành, hoa tộc thượng cổ đã bị diệt. Huyền Thiên Tông của các người còn muốn tuân thủ lời hứa năm đó sao? Nhậm Kiếm Hành cười, đây là lời giáo huấn của tổ tiên Huyền Thiên Tông. Ông! Dư Khải Đông nghiến răng. Thật hay giả? Người của hoa tộc thượng cổ. Trời ạ, chẳng phải hoa tộc thượng cổ đã hoàn toàn bị diệt rồi sao? Nghe nói không có, có một số người đã rời khỏi huyền giới, một số cố gắng kéo dài hơi tàn ở nơi mà chim cũng không thèm dòm ngó tới. Bọn họ thật sự đã trở lại. Những đại tông môn ở huyền giới tự xử như thế nào? Giữa lúc mọi người đang nghị luận, Lạc Khuynh Thành trực tiếp quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh, quỳ một chân xuống. Lạc Khuynh Thành, tham kiến thiếu chủ. Diệp Bắc Minh ngẩn người, đại sư tỷ, chuyện này là sao vậy? Sao chị lại quỳ xuống, còn gọi em là thiếu chủ? Mau đứng dậy đi. Tiến lên một bước. Chuẩn bị đỡ Lạc Khuynh Thành đứng dậy. Lạc Khuynh Thành khẽ mỉm cười, thiếu chủ, ngài là huyết mạch của hoa tộc thượng cổ, còn tôi là người của nhà họ Lạc trong 10 tộc hỗn độn. Đương nhiên phải gọi ngài là thiếu chủ. Trên mặt Diệp Bắc Minh đầy nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Lạc Khuynh Thành liếc nhìn Giang Phong Hoa và Giang Lục U, bản thân 10 tộc hỗn độn chính là người làm của hoa tộc thượng cổ, mấy chục triệu năm qua đều như vậy. Mặc dù hoa tộc thượng cổ đã bị tiêu diệt, nhưng thân phận người hầu của 10 tộc hỗn độn chưa bao giờ thay đổi. Tổ tiên của 10 tộc hỗn độn đã lập lời thề bằng máu của mình, vĩnh viễn không được làm tổn thương người của hoa tộc, không được làm trái mệnh lệnh của người hoa tộc. Mặc dù Giang Phong Hoa và Giang Lục U thuộc cảnh giới đế, nhưng bọn họ cũng không dám gánh tội danh phản đồ. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu được. Cuối cùng anh cũng hiểu. 9 người sư tỷ còn lại gọi anh là chủ nhân cũng vì mẹ của họ. Nếu đại sư tỷ là người của tộc hỗn độn, tại sao lúc trước cũng gọi anh là chủ nhân? Thì ra là như vậy. Một giây tiếp theo, ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn về phía hai người Giang Phong Hoa, Giang Lục U. Hét lớn một tiếng, hai người các ngươi, quỳ xuống cho tôi. Sắc mặt Giang Phong Hoa xanh mét, tiểu tử, cậu nói gì? Giang Lục U nổi trận lôi đình, láo xược, cậu có tư cách gì chứng minh mình là người của hoa tộc thượng cổ? Không sai. Giang Phong Hoa cười giữ tợn nói, tiểu tử, cậu dám giả mạo hoa tộc thượng cổ, đây chính là tử tội. Hai người nhìn nhau, đến gần Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sửng sốt, anh nên chứng minh thế nào đây? Đột nhiên, trong đầu vang lên giọng nói của Thìn Long, di tích Côn Luân thượng cổ có thể chứng minh thân phận của cậu. Suy nghĩ xuất hiện trong đầu Diệp Bắc Minh. Anh lập tức mở ra một cánh cửa không gian. Di tích Côn Luân thượng cổ xuất hiện. Đây là con người của Giang Phong Hoa và Giang Lục U điên cuồng co lại. Diệp Bắc Minh nói từng chữ một, đây là di tích Côn Luân thượng cổ, chỉ có huyết mạch của hoa tộc mới có thể kế thừa. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi rất lớn. Di tích Côn Luân thượng cổ. Chết tiệt, người này lại mang theo di tích Côn Luân thượng cổ. Dư Khải Đông nheo mắt lại, thứ này không phải ở thế giới Tam Thiên sao? Chẳng lẽ cậu ta đến từ thế giới Tam Thiên? Không đúng. Dư Khải Đông bừng tỉnh hiểu ra, đáng chết, tiểu tử này là Diệp Bắc Minh. Cậu ta chưa chết, tên Lục Bạch Hạc này lừa gạt chúng ta. Nhậm Kiếm Hành lấy ra một miếng ngọc bội, lập tức truyền âm ra ngoài, tông chủ.
hậu duệ của tổ tiên hoa tộc đã xuất hiện, mau đến nhà họ Giang. Giang Phong Hoa và Giang Lục U cùng ngẩn người. Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, núi thánh của hoa tộc thượng cổ ở chỗ này, hai người còn không mau quỳ xuống. Cậu! Hai người suýt chút nữa tức giận đến mức hộc máu. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nhìn thấy núi thánh của hoa tộc mà không quỳ chính là phản bội. Nhà họ Giang của các người muốn phản bội hoa tộc thượng cổ sao? Đừng quên, tổ tiên của các người đã lấy máu ra thể đấy. Hai chữ phản bội này, bọn họ chết cũng không dám nói ra khỏi miệng. Một khi thừa nhận thì phải tuân thủ lời thề. Cảnh giới càng cao, sức ảnh hưởng của sức mạnh này càng sâu. Nếu không, con đường võ đạo của đời này sẽ không thể tiến thêm một bước nữa. Có thể khiến cho bọn họ quỳ xuống. Không cam lòng. Thật con mẹ nó không cam lòng. Giang Phong Hoa suýt chút nữa cắn nát răng hàm sau, tiểu tử đủ rồi đấy. Diệp Bắc Minh gào lên, ông đây bảo các người quỳ xuống. Nếu không, ông chính là kẻ phản bội. Phụt. Sơ tâm võ đạo của Giang Lục U chịu ảnh hưởng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Giang Phong Hoa ngạc nhiên, em gái. Được, chúng ta quỳ xuống đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bùm. Đầu gối của hai người đều mềm nhũn, quỳ xuống ngay tại chỗ. Bái, kiến, công, tử. Hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, sát ý trong mắt không hề che giấu chút nào. Ha 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 ha, Phong Hào Thần Đế, đây chính là Phong Hào Thần Đế sao? Diệp Bắc Minh cười to, nhớ kỹ, sau này nhìn thấy tôi thì phải quỳ xuống đất nghênh đón. Đại sư tỷ, chúng ta đi thôi. Nói xong anh nắm lấy tay Lạc Khuynh Thành, nhanh chóng rời đi. Mười mấy ông lão trong đám đông nheo mắt lại, không kiêng nể gì đi theo sau. Trong lòng Diệp Bắc Minh bộc phát cơn lửa giận, các người là thứ gì? Cút cho tôi. Chém một nhát kiếm ra, huyết long gầm lên. Mười mấy người lập tức biến thành một màn xương đẫm máu. Sắc mặt những người còn lại thay đổi kịch liệt. Không ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại có thể sát phạt quyết đoán như vậy. Sau khi rời khỏi nhà họ Giang, Lạc Khuynh Thành dừng lại, công tử, thân phận của ngài đã hoàn toàn bại lộ, hiện tại chúng ta gặp phiền phức rồi. Diệp Bắc Minh ngưng trọng lắc đầu, công tử cái gì mà công tử, chị mãi mãi là đại sư tỷ của em. Lạc Khuynh Thành hơi sửng sốt, trong đôi mắt xinh đẹp có hơi nước chuyển động, tiểu sư đệ. Thân thể mềm nhũn. Nhào vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Cả người Diệp Bắc Minh cứng đờ, đại sư tỷ, chuyện này. Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên, thế nào? Vừa rồi em cũng không đối xử với chị như vậy. Chẳng lẽ em ăn sạch sẽ rồi lại không thừa nhận sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đại sư tỷ, em sẽ chịu trách nhiệm. Khuôn mặt Lạc Khuynh Thành đỏ bừng, ai bảo em chịu trách nhiệm? Đột nhiên. Ai? Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, vung kiếm chém ra. Tiếng rồng gầm lên, một con huyết long lao ra ngay tại chỗ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một chỗ ngoặt. Mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm xuống, những người này thật sự chưa chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục đi theo. Đại sư tỷ, chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Được. Lạc Khuynh Thành ngoan ngoãn gật đầu. Hai người xoay người nhanh chóng rời khỏi. Bên ngoài cấm địa của tộc hỗn độn. Sắc mặt Giang Phong Hoa tái mét đứng lên, chuyện xảy ra ngày hôm nay nếu ai dám đồn ra ngoài thì Giang Phong Hoa tôi bảo đảm sẽ khiến người đó hối hận khi xuất hiện tại đây. Trong giọng nói không hề có chút ý định che giấu nào. Phong Hào Thần Đế lại quỳ xuống bái lạy một chàng trai trẻ chỉ ở cảnh giới siêu phàm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không chỉ có hai vị Phong Hào Thần Đế của nhà họ Giang mất mặt. Mà toàn bộ nhà họ Giang cũng sẽ hổ thẹn theo. Trái tim mọi người đập thình thịch, vội vàng mở miệng. Tiền bối yên tâm, hôm nay xem như chúng ta chưa từng xuất hiện ở nhà họ Giang. Cái gì nhà họ Giang? Hôm nay tôi ngủ ở nhà, không đi đâu hết. Đúng đúng đúng, chúng tôi không nhìn thấy hai vị tiền bối quỳ xuống. Một người đàn ông hơi mũm mĩm gật đầu. Cậu còn dám nói. Hai mắt Giang Lục U tràn đầy tia máu. Giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
Bàn tay phóng xuống tóm lấy, gã đàn ông mập mạp lập tức hóa thành một màn xương máu. Những người có mặt đều câm như hến, không dám nói thêm câu nào. Nhậm Kiếm Hành nhìn về phía Diệp Bắc Minh rời đi, tiến lên một bước, hai vị tiền bối, mọi người của Huyền Thiên Tông cáo từ. Ánh mắt của Dư Khải Đông cực kỳ lạnh lùng, liếc nhìn về phía Diệp Bắc Minh rời đi, tiền bối, mọi người trong Thiên Đạo Tông xin cáo từ. Hai người đứng đầu tông môn đều rời đi, những người còn lại sao dám ở lại lâu. Mọi người lần lượt nói cáo từ rồi rời đi. Dư Khải Đông vừa mới rời khỏi nhà họ Giang. Một người đàn ông mặc y phục dạ hành nhanh chóng chạy tới, quỳ một chân xuống, bái kiến ông Dư. Dư Khải Đông lạnh lùng nói, đã ghi chép lại lộ trình tiểu tử kia rời đi chưa? Người đàn ông quỳ trên mặt đất run giọng nói, ông Dư, tiểu tử này rất tà môn. Mấy người chúng tôi rất giỏi thuật ẩn nấp và theo dõi, đã đuổi theo mấy trăm trượng, tiểu tử này lại có thể phát hiện tung tích của chúng tôi. Toàn bộ tiểu đội, ngoại trừ tôi thì toàn bộ đã rơi xuống một sơn cốc cách đó 100 dặm. Sắc mặt Dư Khải Đông trầm xuống, đi, đưa tôi đến đó. Vâng. Dưới sự dẫn dắt của người này, Dư Khải Đông đi đến một sơn cốc. Máu thịt bay tứ tung trên mặt đất, khắp nơi đều là máu. Người đàn ông mặc y phục dạ hành chỉ về một hướng, Diệp Bắc Minh rời khỏi từ nơi này, thuộc hạ không dám tiếp tục theo dõi. Mong trưởng lão thứ tội. Thứ tội, thứ tội mẹ cậu đấy. Bùm. Dư Khải Đông tung một trưởng, người đàn ông mặc y phục dạ hành nổ tung tại chỗ. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, phế vật vô dụng, ngay cả một người cũng không theo dõi được. Ông đây lưu lại cậu có ích gì? Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Dư Khải Đông bước ra, đuổi vào trong sơn cốc. Nửa giờ sau, bọn họ đi xuyên qua toàn bộ sơn cốc. Phía trước là một đồng bằng rộng mở thông suốt. Sắc mặt Dư Khải Đông trầm xuống như nước, sau một hồi im lặng thì mới trầm giọng nói, đi, trở về tông môn. Một người đàn ông trung niên khó hiểu, ông Dư, bây giờ chúng ta không đuổi theo sao? Nếu như tìm được tiểu tử kia, chúng ta đồng loạt ra tay thì nhất định có thể bắt được cậu ta. Tiểu tử này là người còn sót lại của hoa tộc thượng cổ, lại mang theo di tích Côn Luân thượng cổ bỏ túi. Nói không chừng trên người cậu ta đang cất giấu bí mật của hoa tộc. Năm đó, khi hoa tộc bị diệt, chúng ta cũng chưa tìm ra được bí mật kia, hiện tại trời đang cho chúng ta cơ hội tốt. Dư Khải Đông cười lạnh một tiếng, ông có biết tiểu tử kia đi đâu không? Tiểu tử này rất cổ quái, trong một giờ đã từ cảnh giới chân linh thăng đến cảnh giới siêu phàm, tuyệt đối không phải người bình thường. Trên người cậu ta chắc chắn có bí mật của hoa tộc, nhưng hiện tại chúng ta chưa chắc đã đuổi kịp. Người đàn ông trung niên hơi mím miệng, cảm giác có chút đáng tiếc, ông Dư, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Nếu tin tức người của hoa tộc thượng cổ trở về truyền ra ngoài thì toàn bộ huyền giới sẽ chấn động. Nhiều nhất là nửa ngày. Toàn bộ thế lực của huyền giới đều sẽ truy tìm tên tiểu tử này. Dư Khải Đông tự tin mỉm cười, tôi có biện pháp khiến cậu ta lộ diện. Ồ! Mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Ánh mắt của Dư Khải Đông càng lúc càng lạnh như băng, tiểu tử này chắc chắn là Diệp Bắc Minh của thế giới Tam Thiên, Lục Bạch Hạc mới mang tin tức về không lâu. Đám người từ Trung Thiên tự nổ đan điền của mình, cùng Diệp Bắc Minh lấy mạng đổi mạng. Bây giờ xem ra Lục Bạch Hạc rõ ràng đang nói dối. Trở về tra hỏi Lục Bạch Hạc một chút, tuyệt đối sẽ có lời hơn việc truy đuổi Diệp Bắc Minh. Đám người Dư Khải Đông vừa rời khỏi đây. Nhậm Kiếm Hành đã xuất hiện cùng 6 ông lão khác, khí tức đã biến mất ở chỗ này. 7 người tìm kiếm xung quanh cửa sơn cốc. Cuối cùng tụ tập trung một chỗ, mọi người đều lắc đầu. Một ông lão mặc quần áo may vá. Vác cây đả cầu bổng trên lưng, ông thất, ông có chắc chắn mình không nhìn lầm đấy chứ? Tiểu tử kia thật sự là hậu duệ của hoa tộc thượng cổ à? Ông thất, nếu như ông dám lừa gạt tôi. Bà lão mặc áo đỏ bên cạnh bổ sung một câu, khi tôi trở về, tôi nhất định sẽ đánh mông ông đến nở hoa. Nhậm Kiếm Hành dở khóc dở cười, sư tỷ, sao tôi dám lừa gạt bà? Tiểu tử kia nhất định là người của hoa tộc thượng cổ. Tôi có thể lấy mạng ra thề. 6 người còn lại nheo mắt nhìn.
Vậy làm sao bây giờ? Cho dù thế nào đi nữa, dốc hết toàn bộ sức mạnh của Huyền Thiên Tông, nhất định phải tìm được tên tiểu tử này trong vòng 3 ngày. Đây chính là lời hứa mà Huyền Thiên Tông của chúng ta đã hứa với tổ tiên của Hoa tộc. 15 phút sau, mọi người băng cực cung đều xuất hiện ở đây. Một cô gái mặc cung trang lắc đầu, thánh nữ, khí tức đã bị chặt đứt. Người trẻ tuổi của Hoa tộc này dường như đã biến mất trong không khí. Giữa hai hàng lông mày của Thẩm Nại Tuyết hiện lên vẻ lạnh lùng, chỉ cần anh ta rời khỏi ở chỗ này thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Một giây tiếp theo, Thẩm Nại Tuyết mở đôi môi đỏ mọng. Thực sự có băng tằm giống như pha lê ở đầu lưỡi. Băng cực thú. Thánh nữ, ngài đã thu phục được băng cực thú, mọi người trong băng cực cung kêu lên. Nếu bị những người tu võ khác trong huyền giới nghe được thì nhất định sẽ khiếp sợ chết mất. Con băng tằm như thủy tinh đó lại chính là bản thể thần thú trấn giữ của băng cực cung. Đi! Thẩm Nại Tuyết khẽ quát một tiếng. Băng cực thú bay ra ngoài, một cơn lạnh cả người bao trùm toàn bộ đồng bằng. Một giây tiếp theo, một cảnh tượng không thể ngờ xuất hiện, trên đồng bằng vốn không có dấu vết nào lại xuất hiện một hư ảnh. Chính là khí tức sau khi Diệp Bắc Minh rời đi đã lưu lại. Đuổi theo. Thẩm Nại Tuyết khẽ quát một tiếng, đuổi theo phương hướng của hư ảnh. Ngay khi những người của băng cực cung vừa rời đi, một ông lão và một cô gái xinh đẹp đã hạ xuống. Chính là ông cháu nhà họ Mặc nắm trong tay huyền bảng. Cô gái xinh đẹp hít một hơi thật sâu, ông nội, ngài chắc chắn anh ta chính là người được ông trời chọn lựa sao? Ánh mắt của ông lão trở nên thâm thúy, vốn cũng chưa xác định được, nhưng sau khi xảy ra chuyện của nhà họ Giang thì ông đã khẳng định. Cô gái xinh đẹp ngạc nhiên, ông nội, tại sao ngài lại khẳng định như vậy? Ông lão nhìn về phía cháu gái, ngoại trừ người được ông trời chọn lựa thì ai có thể đột phá đại cảnh giới trong một giờ chứ? Ai có thể sử dụng sức mạnh của cảnh giới siêu phàm chém giết những người tu võ có đại cảnh giới cao hơn mình? Chưa kể người này là người của Hoa tộc thượng cổ. Cô gái xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc, chuyện này có quan hệ thế nào với Hoa tộc thượng cổ ạ? Ông lão trầm ngâm một chút, sau đó nói ra một câu chấn động, cháu có biết vận mệnh của Hoa tộc thượng cổ vẫn chưa bị cắt đứt không? Cái gì? Cô gái xinh đẹp hoàn toàn ngây người. Tin tức này quả thực long trời lở đất. Cô ta nuốt nước miếng một cái, ông nội, điều này là thật sao? Đương nhiên là thật. Ông lão gật đầu, đáng tiếc Hoa tộc gặp phải biến cố rất lớn, hiện tại mới lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng vận mệnh của Hoa tộc đều phân tán vào 12 long mạch con giáp. Ông nội đã dùng thiên nhãn xem qua, trên người Diệp Bắc Minh này có 3 sợi may mắn. Cái gì? Cô gái xinh đẹp sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, anh ta đã tụ tập được 3 con long mạch. Trời ạ, ông nội! Chẳng lẽ anh ta thật sự là... Còn chưa nói xong câu này. Ông lão che miệng cô gái xinh đẹp lại, suỵt, tai vách mạch rừng, đi thôi. Kéo cô gái đi, nhanh chóng biến mất. Một giây tiếp theo, hai bóng người từ trong bóng tối hiện lên, chính là ông lão Thiên Khiếm và Sư Thái Tĩnh An. Sư Thái Tĩnh An thở gấp, sư huynh, ông có nghe thấy không? Bọn họ là người của nhà họ Mặc. Trên người tiểu súc sinh này lại có 3 long mạch con giáp của Hoa tộc thượng cổ. Bà ta kích động cực kỳ, bên trong long mạch con giáp cất giấu vận may tối thượng của Hoa tộc thượng cổ, nếu chúng ta có thể lấy được. Lợi ích khó có thể tưởng tượng được. Sư huynh, đuổi theo giết tên tiểu súc sinh này. Ông lão Thiên Khiếm khoát tay, ngăn cản Sư Thái Tĩnh An, chờ đã. Sư Thái Tĩnh An vội vàng hét lên, sư huynh, còn chờ gì nữa? Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tông, Băng Cực Cung, còn có nhà họ Mặc đều cảm thấy có hứng thú với tiểu tử này. Nếu như chúng ta không ra tay thì đều quá muộn rồi. Con người của ông lão Thiên Khiếm trong suốt, long mạch con giáp không phải là thứ chúng ta có thể mơ ước tới, cho dù lấy được cũng sẽ mang đến họa sát thân cho hai chúng ta. Chúng ta không đủ khả năng trêu chọc đến những thế lực này. Sư Thái Tĩnh An hơi sửng sốt, trở nên lý trí hơn. Quả thực, bọn họ không thể đắc tội với bất cứ thế lực lớn nào trong số này. Long mạch con giáp cũng không đến lượt bọn họ, ý của sư huynh là gì?
Ông lão Thiên Khiếm oán giận nói, tôi muốn Diệp Bắc Minh chết không có chỗ chôn. Tiểu súc sinh này là người của hoa tộc thượng cổ, trên người lại có long mạch con giáp. Những thế lực khác nghe được chuyện này thì nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt, nếu như chúng ta thêm vào cho cậu ta một thân phận khác nữa thì sao? Sư Thái Tĩnh An tỏ vẻ đầy nghi ngờ, thêm một thân phận. Ý của sư huynh là gì? Thông báo với người bên ngoài, Diệp Bắc Minh là người được ông trời chọn lựa. Ông lão Thiên Khiếm mỉm cười đầy ẩn ý. Sư Thái Tĩnh An lập tức phản ứng, sư huynh, chiêu này quả thực rất tuyệt. Nếu để những thế lực khác biết tên tiểu súc sinh này là người được ông trời chọn lựa, hơn nữa còn mang thêm thân phận của hoa tộc thượng cổ thì rất nhiều thế lực nhất định sẽ không thể ngồi yên. Đến lúc đó sẽ có ít nhất trăm tông môn muốn truy cùng giết tận tên tiểu súc sinh này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hít một hơi thật sâu. Tôi cảm thấy có chút đồng cảm với tiểu súc sinh này đấy. Ông lão Thiên Khiếm nheo mắt lại, trong mắt lạnh như băng, cháu trai của tôi tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Đột nhiên, sư Thái Tĩnh An giống như đang nghĩ tới điều gì, sư huynh, tôi có chút lo lắng. Lo lắng cái gì, tên tiểu súc sinh này có thật là người được ông trời chọn lựa không? Sư Thái Tĩnh An buột miệng thốt lên. Không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Con người của ông lão Thiên Khiếm co rút lại, buồn cười lắc đầu tuyệt đối không thể nào. Tiểu súc sinh này chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi, người được ông trời chọn lựa thực sự ít nhất phải là người trẻ tuổi đứng trong top 100 của huyền bảng. Tên tiểu súc sinh này sao? Ha ha, chưa được xếp hạng. Cũng đúng. Sư Thái Tĩnh An gật đầu. Trong lòng ông lão Thiên Khiếm khẽ động, nhanh chóng nói, được rồi, tôi về sát minh trước. Lão minh chủ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Sau khi ông lão Thiên Khiếm rời đi, sư Thái Tĩnh An suy nghĩ một chút. Lấy ra một miếng ngọc bội khắc đầy phù văn, rót chân nguyên vào trong đó. Một tia sáng lóe lên, chị, có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong ngọc bội, hừ. Nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với chị, vừa liên lạc đã bảo có việc phiền chị sao. Bảo chị đến Huyền Thiên Tông thì chị lại không muốn, nhất định phải ở lại một nơi như thần thủ cốc kia. Chị bề bộn nhiều việc, mau nói đi, gần đây chị đã bắt được một cô gái mang trong mình ma huyết. 3 ngày sau, đại hội luyện đan lớn nhất huyền giới bắt đầu. Chị sẽ dùng máu của cô ta để luyện thành đan dược ngay tại đó, cải lão hoàn đồng. Đến lúc đó, nhất định sẽ khiến huyền giới khiếp sợ. Người này chính là chị ruột của sư Thái Tĩnh An. Tĩnh Dung. Sư Thái Tĩnh An kể lại toàn bộ câu chuyện. Cái gì, hậu duệ của hoa tộc thượng cổ? Long mạch con giáp, Tĩnh An, em đang ở đâu? Chị lập tức tới ngay. Một lúc sau, một tin tức lan truyền khắp huyền giới. Hậu duệ của hoa tộc thượng cổ đã xuất hiện. Tin tức về nhà họ Giang đã truyền đi. Cái gì, hai vị phong hào thần đế quỳ xuống. Đối phương là một thanh niên. Những người biết được tin tức này vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc và khiếp sợ. Lại một tin tức long trời lở đất truyền ra, thanh niên hoa tộc kia tên là Diệp Bắc Minh, cậu ta chính người được ông trời chọn lựa trong lời tiên tri. Lời này vừa nói ra, vô số tông môn chấn động. Dưới chân núi Huyền Thiên Tông. Nhà họ Sở, trong khuê phòng của Sở Vị Ương. Sở xông vào, thở hổn hển kêu lên, chị Vị Ương, xảy ra chuyện lớn. Sở Vị Ương vô cùng yếu ớt, xảy ra chuyện gì? Chị nhờ em trông chừng những cô gái bên cạnh anh Diệp, hiện tại thế nào rồi? Chị! Sở gấp gáp đến mức dậm chân, bây giờ không phải chuyện của những cô gái bên cạnh anh Diệp, mà anh Diệp đã đến huyền giới. Cái gì? Sở Vị Ương hơi sừng sốt. Lập tức kích động mở miệng, nhanh thông báo cho anh Diệp biết, 3 ngày sau. Sư phụ của chị sẽ dùng Diệp Tâm để luyện đan. Đại hội đan đạo là hy vọng cuối cùng để anh ấy cứu người. Sở giải thích, chị, 3 giờ trước. Cô ấy nhanh chóng nói về chuyện của nhà họ Giang. Hiện tại bên ngoài đang có tin đồn điên cuồng, nói anh Diệp là hậu duệ của hoa tộc thượng cổ gì đó. Hơn nữa trên người anh ấy có long mạch con giáp tượng trưng cho vận mệnh của hoa tộc. Còn có một chuyện mà chị Vị Ương không thể ngờ được.
anh Diệp chính là người được ông trời chọn lựa. Sở Vị Ương kinh hãi, không được, anh Diệp sẽ gặp nguy hiểm. Vậy anh ấy không thể tham gia đại hội đan đạo này. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cũng không biết mình đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Anh dừng lại ở một nơi an toàn, Lạc Khuynh Thành cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, tiểu sư đệ, sao em biết chuyện của chị? Hơn nữa còn xuất hiện kịp thời như vậy. Diệp Bắc Minh nói, chuyện này rất dài dòng. Đưa ra một lời giải thích giản lược về những chuyện đã xảy ra trong thế giới Tam Thiên. Bao gồm mấy vị sư tỷ, bọn họ đều đã rơi vào tay chủ luân hồi. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh đột nhiên trở nên lạnh như băng, thần hồn của thập sư tỷ và bát sư tỷ bị chủ luân hồi giam giữ, khống chế thân thể của các chị ấy muốn giết em. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành thay đổi, cái gì? Hiện tại, Nhị Yên và Tuyết Kỳ thế nào rồi? Nhìn thấy đại sư tỷ sốt ruột, Diệp Bắc Minh lắc đầu, đại sư tỷ yên tâm, thân thể của thập sư tỷ và bát sư tỷ tạm thời rất an toàn. Em biết một vị tiền bối, người này đã dùng thần hồn của bà ấy tạm thời ổn định thân xác của hai vị sư tỷ. Chúng ta chỉ cần tìm được thần hồn của hai người là được. Lạc Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, tiểu sư đệ, tiếp theo nên làm thế nào? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, con gái của em vẫn còn ở nhà họ Sở, em chuẩn bị đi đến nhà họ Sở một chuyến. Nhà họ Sở, chị biết nhà họ Sở ở đâu, chị đi cùng em, Lạc Khuynh Thành gật đầu. Đột nhiên, cô ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, nguy rồi, vô tà đâu. Diệp Bắc Minh cười nói, đại sư tỷ đừng lo lắng, vô tà rất an toàn, đang ở trong thế giới bỏ túi của em. Em sẽ thả ra. Đừng. Nghe được tin Lạc vô tà rất an toàn, Lạc Khuynh Thành vội vàng ngăn cản. Cô ấy cười xấu xa một tiếng, hừ, đừng để cậu ấy ra ngoài làm vướng bận. Hai người chúng ta cùng nhau lên đường là được rồi. Cô ấy còn muốn sống thế giới hai người với Diệp Bắc Minh. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, sau khi xác nhận vị trí của nhà họ Sở, vừa định chuẩn bị lên đường. Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, ai? Đi ra. Anh Diệp, anh đi nhanh quá, chúng tôi vất vả lắm mới đuổi kịp. Hung dữ như vậy làm gì? Trong lúc một giọng nói thanh thúy rơi xuống đất, một cô gái có khí chất lạnh lùng xuất hiện. Chính là thánh nữ của băng cực cung, Thẩm Nại Tuyết. Là cô. Diệp Bắc Minh nhíu mày lại, cô đang theo dõi tôi. Thẩm Nại Tuyết mỉm cười, anh Diệp đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý. Chỉ là muốn kết bạn với anh Diệp thôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, con người của tôi không thích kết bạn lung tung, cô có thể đi được rồi. Thẩm Nại Tuyết cau mày lại, không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại không nể mặt như thế. Nữ đệ tử băng cực cung bên cạnh quát lớn một tiếng, khách khí với anh một chút anh còn không biết nể mặt đúng không? Biết băng cực cung chúng tôi là tồn tại gì không? Chỉ cần công chúa của chúng tôi tiến vào đế cảnh, băng cực cung chúng tôi sẽ có thể sánh ngang với Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tông. Thánh nữ khách khí với anh đã là nể mặt anh lắm rồi, anh đừng có mà không biết tốt xấu. Ầm. Một khí tức nổ tung ầm vang. Một tiếng chát vang giòn, nữ đệ tử băng cực cung này bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp xưng thành đầu heo. Anh dám đánh tôi? Nữ đệ tử băng cực cung lên cơn giận dữ. Diệp Bắc Minh cười lạnh, nể mặt một người quen của tôi tha mạng cho cô. Nếu còn dám nói chuyện với tôi như thế, giết không tha. Anh quát lớn một tiếng, cút. Trong đôi mắt đẹp của Thẩm Nại Tuyết tràn ngập ý lạnh. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, anh Diệp, bây giờ tình cảnh của anh đang rất nguy hiểm, lúc đầu tôi muốn mời anh đến băng cực cung tị nạn. Nhưng biểu hiện của anh khiến tôi rất thất vọng, hy vọng anh đừng hối hận. Nói xong, cô ta liền dẫn đám người của băng cực cung rời đi. Diệp Bắc Minh truyền âm nói, băng phách tiền bối. Tôi không nể mặt băng cực cung như vậy không sao chứ. Giọng nói lạnh nhạt của băng phách vang lên, chỉ là một đệ tử, đánh thì đánh. Bản tọa hiểu tình cảnh của cậu, cho dù băng cực cung là thế lực mà bản tọa đã từng để lại, nhưng tạm thời cũng không rõ là địch hay bạn. Cậu làm như vậy, không sai. Cảm ơn tiền bối đã thông cảm. Thần niệm rời khỏi mộ địa,
anh và Lạc Khuynh Thành cùng nhau đi về phía nhà họ Sở. Ông cháu hai người nhà họ Mạc nấp ở chỗ tối, phù văn chớp động quanh thân. Ẩn nấp tất cả. Sắc mặt thiếu nữ nhà họ Mạc tràn đầy hoang mang, ông nội, cứ để anh ta đi như vậy sao? Không đi ra nói chuyện mấy câu với anh ta sao? Nói không chừng có thể mời anh gia nhập nhà họ Mạc thì sao? Lão già lắc đầu, lão phu đột nhiên thay đổi ý định rồi. Ồ! Đôi mắt đẹp của thiếu nữ tuyệt sắc lấp lóe như đá quý. Lão già nhìn phương hướng Diệp Bắc Minh rời đi, kẻ này không phải vật trong ao. Đối mặt với băng cực cung còn có thái độ như vậy, cậu ta sẽ càng không nể mặt chúng ta. Chỉ có thể để cậu ta gặp phiền phức trước, đến lúc đó nhà họ Mạc ra tay giúp đỡ, mới có thể lấy được ấn tượng tốt của cậu ta. Diệp Bắc Minh và Lạc Khuynh Thành vừa đi được một tiếng. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh khẽ lắc cổ tay, lấy một cái ngọc bội đang phát sáng ra từ trong nhẫn chữ vật. Một giây sau, trong ngọc bội truyền đến giọng nói của Lục Bạch Hạc, chủ nhân, anh đang ở đâu? Thuộc hạ có tin tức quan trọng muốn bẩm báo, liên quan tới hoa tộc thượng cổ, còn có bí mật về chủ luân hồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, nói. Lục Bạch Hạc do dự một chút, chủ nhân, chuyện này liên quan rất rộng, tôi muốn bẩm báo trước mặt anh. Anh đang ở đâu, thuộc hạ đến tìm anh. Diệp Bắc Minh híp mắt lại, nói ra một vị trí. Được, thuộc hạ sẽ lập tức tới. Một chữ cuối cùng vừa kết thúc. Ngọc bội ảm đạm đi. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, sư tỷ, chúng ta chuẩn bị một chút, có người muốn tìm cái chết. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Tông. Sâu trong Tử Lao. Cả người Lục Bạch Hạc đầm đìa máu me, tay chân đều bị bẻ gãy. Bị treo lên giữa không trung giống như chó chết. Dư Khải Đông ngồi trên một cái trên ghế bành, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, chỉ là một dư nghiệt hoa tộc lại có thể để ông phản bội Thiên Đạo Tông. Có chút thú vị. Nhưng mà rốt cuộc tiểu xúc sinh này vẫn còn quá trẻ, vậy mà lại tùy tiện để lộ vị trí của mình như thế. Đi. Ông ta chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài Tử Lao. Trên mặt Lục Bạch Hạc tràn đầy vẻ sợ hãi, ông Dư, ông đã đồng ý với tôi sẽ không tổn thương người nhà của tôi. Dư Khải Đông dừng lại, người nhà. Ha ha, lão phu suýt nữa thì quên mất. Tôi còn chuẩn bị cho ông một món quà lớn nữa. Ông ta vẫy tay một cái, lập tức có người tiến lên, áp giải Lục Bạch Hạc ra ngoài. Vào giây phút đi ra ngoài Tử Lao, đôi mắt Lục Bạch Hạc lập tức trở nên đỏ bừng. Khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, điên cuồng chửi ầm lên, Dư Khải Đông ông lừa tôi. Đệch, đệch, đệch. Bố, mẹ. Anh cả, anh hai. Con trai, Tiểu Nhã, không. Dư Khải Đông, ông sẽ chết không yên lành. Đầu người. Dòng dã mấy trăm cái đầu người được xếp hàng chỉnh tề bên ngoài Tử Lao. Giọng nói của Dư Khải Đông vô cùng lạnh lẽo, nhớ kỹ, đây chính là kết cục của việc phản bội Thiên Đạo Tông. Dẫn cậu ta đi cùng, để cậu ta tận mắt nhìn thấy tiểu xúc sinh kia chết như thế nào. Có người muốn tìm cái chết, tiểu sư đệ, ý của em là... Lạc Khuynh Thành kinh ngạc. Diệp Bắc Minh giải thích, Lục Bạch Hạc là trưởng lão của Thiên Đạo Tông, ông ta hỏi hành tung của em như thế chắc chắn là có vấn đề. Nếu đã có người muốn giết em như thế, vậy cũng đừng trách em không khách khí. Đại sư tỷ, hộ pháp cho em chuẩn bị một chút. Lạc Khuynh Thành không chút do dự gật đầu, được. Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại. Thần niệm tiến vào bên trong lĩnh vực tuyệt đối. Anh lấy ra vô số nguyên liệu, bắt đầu điên cuồng luyện chế lôi bạo châu. Đồng thời, Diệp Bắc Minh còn dung nhập 3 loại dị hỏa vào trong lôi bạo châu. Sau khi tốn khoảng 1 tháng ở trong lĩnh vực tuyệt đối, anh đã luyện chế ra hàng triệu viên lôi bạo châu. Lại mở to mắt ra một lần nữa. Trong hai mắt toàn là huyết khí, khiến Lạc Khuynh Thành bị dọa sợ nhảy dựng, tiểu sư đệ, em làm sao vậy? Bên ngoài mới trôi qua được 2 tiếng. Diệp Bắc Minh nói, đại sư tỷ, chị chỉ cần làm theo lời em nói là được. Vùi sâu đống lôi bạo châu vào những vị trí đặc biệt, chuyện khác giao cho em là được rồi. Lạc Khuynh Thành nhận lấy một cái nhẫn chữ vật. Cô ấy đưa thần niệm vào bên trong tìm kiếm,
tất cả đều là những hạt châu kim loại màu đen. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh nghiêm túc như thế, cô ấy cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng vùi sâu lôi bạo châu vào dưới mặt đất. Chỗ tối, thiếu nữ nhà họ Mạc vô cùng khó hiểu, ông nội, bọn họ đang làm gì vậy? Lão già nhíu mày, đang chôn ám khí. Ám khí? Thiếu nữ sửng sốt, đối với người tu võ cảnh giới động hư trở lên mà nói, ám khí đã vô dụng đi. Cho dù có chôn vô số ám khí khủng bố thế nào, lượng biến cũng không có cách nào sinh ra chất biến mà. Lão già lắc đầu, cái này lão phu cũng không biết, cứ xem trước một chút rồi nói sau. Đừng nói chuyện nữa, có người đến. Cùng lúc đó, hai người Diệp Bắc Minh và Lạc Khuynh Thành vừa vặn chôn tất cả lôi bạo châu xuống dưới đất. Mấy chục bóng người già nua từ trên trời giáng xuống. Ha 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 ha. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Diệp Bắc Minh, không ngờ đúng là cậu ở chỗ này. Hơn 10 người tản ra xung quanh, bao vây hai người chật như nêm cối. Trời! Thiếu nữ nhà họ Mạc ở chỗ tối bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, ông nội. Là người của Thiên Đạo Tông. Ông trời ơi, 30 mấy cảnh giới hư vương. Còn có Dư Khải Đông kia, cảnh giới hư thần, thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Lần này tên kia gặp phiền toái rồi. Lão già co quắp khóe miệng. Lục Bạch Hạc bị ném ra giống như chó chết, chủ nhân, xin lỗi. Bọn họ dùng người nhà tôi để uy hiếp. Hu hu hu, đáng tiếc cuối cùng, Dư Khải Đông vẫn giết sạch bọn họ. Chủ nhân, tôi đáng chết. Rầm rầm rầm. Lục Bạch Hạc dùng hết sức lực cuối cùng không ngừng dập đầu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, không có việc gì, tôi còn muốn cảm ơn ông đây. Nếu không có ông, bọn họ còn sẽ không đến đây đâu. Lục Bạch Hạc sửng sốt, chủ nhân. Dư Khải Đông hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lão phu cho cậu một cơ hội, giao thánh vật của hoa tộc ra đây. Chỉ là một tên vô dụng ở thế giới Tam Thiên, lại có thể đi đến nơi này ư. Nhưng mà phế vật chung quy lại vẫn là phế vật, vẫn còn quá ngu ngốc. Dư Khải Đông nhếch lên khóe môi nở nụ cười nghiền ngẫm, nói ra tất cả bí mật trên người cậu, lão phu có thể cân nhắc cậu được chết thanh thản. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tôi rất hiếu kỳ, vì sao Thiên Đạo Tông mấy người cứ phải bám giết lấy tôi mãi không buông vậy. Dư Khải Đông cười, một người chết muốn biết nhiều như vậy làm gì. Dư Nghiệt hoa tộc đều đáng chết, đã hiểu chưa? Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to, mẹ nó cút đi, tất cả đều chết hết cho ông đây đi. Lôi Bạo Châu, nổ cho tôi. Anh bỗng nhiên giẫm chân xuống một cái. Ầm ầm. Cả vùng đất giống như xảy ra động đất vậy. Sắc mặt đám người Thiên Đạo Tông đều thay đổi, một cảm giác nguy hiểm đánh tới. Người tu võ có giác quan thứ 6 rất chính xác. Một giây sau, dưới mặt đất nổ tung ra một luồng năng lượng kinh khủng, đám người Thiên Đạo Tông bị hất bay ra ngoài. Căn bản không kịp phản ứng. Một đóa mây hình nấm cao mấy trăm mét phóng lên tận trời. Giống như là bom hạt nhân nổ vậy. Hơn 20 người bị lực lượng của lôi bạo châu nổ chết tại chỗ, máu thịt văng tung tóe. Cho dù không chết cũng bị dị hỏa đập trúng. Tiểu súc sinh, mẹ nó cậu dám đặt bẫy chúng tôi. Địch, giết cậu ta cho tôi. Chờ một chút, đây là lửa gì? Đừng mà. Đám người sống sót còn lại giữ tợn gào thét, trơ mắt nhìn mình bị đốt thành cho bụi. Hả? Chỗ tối, trong đôi mắt đẹp của thiếu nữ nhà họ Mặc phản chiếu ra một đóa mây hình nấm. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Lão già bên cạnh không ngừng hít khí lạnh. Khóe miệng co giật, tên nhóc này. Quá độc ác. Thủ đoạn như thế đã khiến Thiên Đạo Tông gần như chết hết toàn bộ. Cậu. Trước ngực Dư Khải Đông bị nổ ra một cái lỗ thủng kinh khủng, một cánh tay dính vào phần thiên chi diễm. Chỉ trong chốc lát, cánh tay đã hóa thành cho tàn. A. À. Ông ta hít sâu một hơi, dùng một kiếm chém nứt cánh tay mình, xoay người chạy. Diệp Bắc Minh cười nhạt một tiếng, đã đến rồi, ông còn chạy cái gì? Anh lập tức đuổi theo, hung hăng giẫm xuống. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, Dư Khải Đông như bị sét đánh, đập xuống đất giống như chó chết, tiểu súc sinh, cậu dám. Nhưng ông ta còn chưa nói xong,
kiếm Đoạn Long đã trực tiếp chém xuống. Hai chân hai tay của Dư Khải Đông tách rời khỏi thân thể. Một giây sau, một cái chân hung hăng đạp lên trên đan điền của Dư Khải Đông, trực tiếp xuyên thấu. Cậu! Dư Khải Đông không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Ông ta đường đường là thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông, thế mà lại bị một tên phế vật cảnh giới siêu phàm phế đi như vậy. Diệp Bắc Minh bình tĩnh mở miệng, một chân dẫm lên đầu ông ta, bây giờ đã có thể nói được chưa? Vì sao? Ông chỉ có một cơ hội thôi, nếu như sai. Diệp Bắc Minh búng tay một cái, ầm, đầu nở hoa. Dư Khải Đông run rẩy một chút. Giờ phút này, ông ta cảm giác người đang đối mặt với mình không phải một tên phế vật hoa tộc cảnh giới siêu phàm, mà là một thần chết khống chế sinh tử. Tôi nói. Dư Khải Đông mặt xám như tro, đang định mở miệng. Gào. Một âm thanh cực kỳ giống tiếng rồng gầm vang lên, một con rắn lớn màu đen phá hư không xông đến, hung hăng đánh về hướng Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay chém ra một kiếm, chém ra một con huyết long. Trong nháy mắt cả hai va chạm, một luồng khí như sóng thần nổ tung, trực tiếp đánh anh lui ra ngoài. Nhóc con, cậu thật to gan, dám giết trưởng lão Thiên Đạo Tông của tôi. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím xuất hiện, sau lưng còn có hơn 10 bóng người bay tới. Chủ nhân Thiên Đạo Tông Bách Lý Tranh Vanh, sao ông ta lại tới đây? Thiếu nữ nhà họ Mặc bịt chặt miệng, cô ta trốn ra sau lưng ông nội theo bản năng, còn có 10 vị thái thượng trưởng lão, trời ơi! Đều là cảnh giới hư vương, ông nội, Diệp Bắc Minh xong đời rồi. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt thiếu nữ trắng bệch. Ánh mắt lão già cũng vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm? Tên nhóc này căn bản không phải người được trời chọn. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, Bách Lý Tranh Vanh, ông dám bắt nạt cậu ấy. Chán sống rồi hả? Lớn mật, dám gọi thẳng tên của Thiên Đạo Tông chủ. Ai? Một lão già áo xám quát lên một tiếng lớn, cút ra đây. Trong nháy mắt ông ta vừa dứt lời. Một bóng người vọt tới trước mặt lão già áo xám, khí tức đế cảnh nở rộ. Chát! Một bàn tay rơi xuống. A! À. Lão già áo xám nổ tung tại chỗ, hóa thành một cơn mưa máu. Bà! Đám thái thượng trưởng lão còn lại của Thiên Đạo Tông hoảng sợ nhìn bà lão áo đỏ vừa ra tay. Đôi mắt suýt nữa nhỏ máu, trời! Một trong 6 vị phong hào thần đế của Huyền Thiên Tông, Bách Hoa thần đế. Giọng nói của bà lão áo đỏ vô cùng lạnh lẽo, biết bản tọa mà còn chưa cút. Thiên Đạo Tông chủ bước lên trước một bước, khí tức đế cảnh bộc phát, chỉ có một mình bà mà dám đuổi chúng tôi đi. Bà ra tay giết người của Thiên Đạo Tông như vậy, cho dù bà là đế cảnh, chẳng lẽ không sợ hôm nay sẽ chết ở đây sao? Lại có thêm một giọng nói nữa vang lên, nếu như cộng thêm chúng tôi thì sao? Vừa dứt lời, 6 bóng người đồng thời xuất hiện. Bầu trời run rẩy, ánh sáng ảm đạm. 5 người trong đó đều là đế cảnh. Người cuối cùng thì Diệp Bắc Minh đã từng gặp qua, thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Tông Nhậm Kiếm Hành. 6 người vừa sải bước ra, đứng chắn ở trước mặt Diệp Bắc Minh, mấy người thử tiến lên một bước xem. Trong chớp mắt 6 người vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Bách Lý Tranh Vanh cùng nhau biến đổi. Quỷ đế, vô danh. Thông Thiên Thần Đế Nghiêm Bắc Huyền. Ám Ảnh Thần Đế Trịnh Cửu Uyên. Bất Hủ Thần Đế Tiêu Bất Hủ. Còn có, Kiếm Đạo Thần Đế, Tuyệt Vô Trần. Mỗi lần nói ra một cái tên, sắc mặt đám người Bách Lý Tranh Vanh càng khó coi hơn một phần. Đợi đến khi cái tên cuối cùng vừa vang ra, sắc mặt Bách Lý Tranh Vanh đã vô cùng kiêng kỵ, rốt cuộc Huyền Thiên Tông mấy người có ý gì? Bà lão áo đỏ cười lạnh, còn chưa đủ hiểu sao? Dẫn người của Thiên Đạo Tông cút đi, bà, sắc mặt Bách Lý Tranh Vanh đen xì. Dù sao ông ta cũng là chủ nhân của một tông. Thế mà lại bị người ta răn dạy như vậy, ông ta biết để cái mặt già ở đâu. Bách Lý Tranh Vanh kìm nén lửa giận, vì kẻ này, Huyền Thiên Tông muốn đối địch với Thiên Đạo Tông sao? Tuyệt Vô Trần, ông là đại trưởng lão của Huyền Thiên Tông, tốt nhất là ông nên nghĩ cho rõ ràng. Một khi Huyền Thiên Tông khai chiến với Thiên Đạo Tông, hậu quả khó mà lường được.
Tuyệt Vô Trần lẳng lặng vươn ba ngón tay ra, tôi cho ông 3 giây, nếu như ở đây còn sót lại một người nào của Thiên Đạo Tông. Vậy tất cả mọi người không cần đi nữa. 3. Ông thật sự có gan đếm sao? Bách Lý Tranh Vành phẫn nộ trừng to mắt. 2. Ánh mắt Tuyệt Vô Trần trầm xuống, một luồng sát khí kinh khủng xông ra. 1. Bách Lý Tranh Vành khẽ quát một tiếng, chúng ta đi. Đám người Thiên Đạo Tông tiến lên, chuẩn bị nâng Dư Khải Đông nằm dưới đất đi. Đột nhiên. Chậm đã. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn lại. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại dám mở miệng ở thời điểm này. Bách Lý Tranh Vành nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cưỡng ép ngăn chặn sát ý động trời trong lòng, nhóc con, cậu còn có lời gì muốn nói? Diệp Bắc Minh mở miệng, mấy người có thể đi. Anh chỉ vào Dư Khải Đông, nhưng phải để ông ta lại. Cậu nói cái gì? Bách Lý Tranh Vành còn tưởng rằng mình nghe lầm, chợt híp mắt lại, nhóc con, nếu như hôm nay không phải có Huyền Thiên Tông làm chỗ dựa cho cậu, cậu đã là một cái xác rồi. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Diệp Bắc Minh cười, cho dù hôm nay không có ai làm chỗ dựa cho tôi, Dư Khải Đông đều phải chết. Cả đời này Diệp Bắc Minh tôi ghét nhất là bị người ta đuổi giết, bị người ta thương nhớ. Dư Khải Đông chửi ầm lên, đệch, tiểu phế vật, cậu coi mình là cái gì chứ? Muốn giết tôi, con mẹ nó cậu đến đây đi. Ông đây ở ngay chỗ này, cậu có thể giết ông đây trước mặt tông chủ, ông đây sẽ nhận cậu là ông nội. Ông ta suýt nữa thì tức chết. Thân là thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông, thực lực cảnh giới hư thần. Đầu tiên là lật thuyền trong mương, mất đi thực lực cả người. Bây giờ lại bị làm nhục như vậy. Đôi mắt Dư Khải Đông đỏ bừng, hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống Diệp Bắc Minh. Anh phun ra một câu, như ông mong muốn. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh đã hành động. Cả người lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Dư Khải Đông. Anh nhấc chân đá về phía đầu ông ta. Con người Dư Khải Đông co vào một chút, đừng, tông chủ, cứu tôi. Tiểu súc sinh, cậu dám. Bách Lý Tranh Vành gào thét một tiếng, tấn công về phía sau lưng Diệp Bắc Minh. Anh không hề có ý định dừng tay, giẫm mạnh chân xuống. Bách Lý Tranh Vành vừa xông ra một nửa, đầu Dư Khải Đông đã nổ tung trong tiếng kêu thảm kinh khủng. Hả? Đám người Tuyệt Vô Trần kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một chút. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại sát phạt quả đoán như thế. Đáng chết, cậu đáng chết. Giọng nói của Bách Lý Tranh Vành vô cùng oán độc, Diệp Bắc Minh, cậu chết đi cho bổn tông chủ. Ông ta lấy ra một thanh trường kiếm, điên cuồng chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Tuyệt Vô Trần tiến lên, đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang lên. Bách Lý Tranh Vành bị đánh bay ra ngoài. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta khiếp sợ nhìn Tuyệt Vô Trần. Ông, bán bộ đế tôn, làm sao có thể? Chúng ta đi. Ông ta chật vật dẫn đám người Thiên Đạo Tông rời đi. Tuyệt Vô Trần mỉm cười tiến lên, thằng nhóc thối, lại to gan như thế. Lại dám giết người ở ngay trước mặt lão già Bách Lý Tranh Vành kia, cậu không sợ chúng tôi không ra tay. Bách Lý Tranh Vành sẽ trực tiếp giết cậu ư? Diệp Bắc Minh hỏi ngược một câu, tôi đã đến tình trạng không chết không thôi với Thiên Đạo Tông rồi, cho dù tôi không giết Dư Khải Đông, ông cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi ư? Nếu đã như vậy, không bằng trực tiếp giết chết. Ha 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 ha. Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Tiêu Bất Hủ cười nói, nhóc Diệp, cậu rất hợp khẩu vị của Lão Phu. Lão Phu muốn nhận cậu làm đồ đệ, ý của cậu thế nào? Nghe thấy thế, những người còn lại lập tức không quan tâm đến gì nữa. Trịnh Cửu Uyên vội vàng mở miệng, ông nằm mơ đi, nhóc Diệp, lão già này không có ý tốt đâu. Bản lĩnh của ông ta không có gì đáng học cả, bái ám ảnh thần đế tôi làm sư phụ đi. Tôi cam sẽ truyền thụ hết tất cả tuyệt học cho cậu. Ông cút đi. Nghiêm Bắc Huyền hét lớn một tiếng, nhóc Diệp, thông thiên thần đế tôi có chiến lực vô song, chỉ cần cậu bái tôi làm sư phụ. Tôi cam đoan toàn bộ huyền giới không có người nào có thể bắt nạt được cậu.
Một giọng nói già nua vang lên, quỷ đế vô danh nhếch miệng cười một tiếng, sát khí trên người cậu Diệp rất nặng, cậu ấy thích hợp ở cùng với tôi. Bà lão áo đỏ đẩy mọi người ra, cậu Diệp, bái tôi làm sư phụ đi. Bách hoa thần đế tôi cũng có thực lực không kém, sau này tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy sư tỷ xinh đẹp. Diệp Bắc Minh có chút choáng váng. Ánh mắt Lạc Khuynh Thành ở một bên co vào, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu để những người tu võ khác trong huyền giới thấy cảnh này, nhất định sẽ ghen ghét đến chết. Sáu đế cảnh, thế mà lại tranh nhau nhận tiểu sư đệ làm đồ đệ. Nhóc con, sao cậu lại ngây ra đó? Đúng vậy, mau nói, cậu muốn bái ai là sư phụ? Tôi thấy cậu nhóc Diệp này đang quá kích động, cho nên nhất thời quên nói chuyện. Mấy người đều bật cười. Diệp Bắc Minh suy tư một chút, từ chối nói, cảm ơn các vị tiền bối hậu ái, tôi đã có 104 vị sư phụ rồi. Tôi không định bái sư nữa. Cái gì? Mấy người sững sờ, không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại có nhiều sư phụ như vậy. Càng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh sẽ từ chối bọn họ. Bọn họ là đế cảnh, phong hào thần đế. Toàn bộ huyền giới, căn bản không có người nào có thể từ chối làm đồ đệ của phong hào thần đế. Mấy người trần chờ nhìn Diệp Bắc Minh. Bà lão áo đỏ hỏi, cậu Diệp, đây là có chuyện gì? Diệp Bắc Minh không kiêu ngạo không tự ti, bách hoa tiền bối, 100 vị sư phụ của tôi đang độ sinh tử kiếp. Nếu như bọn họ bình yên vô sự, vãn bối rất hy vọng trở thành đệ tử của các vị tiền bối. Nhưng bây giờ vẫn chưa biết sư phụ sống chết ra sao, tôi thật sự không có cách nào bái sư phụ thêm nữa. Anh giải thích lại mọi chuyện. Vừa dứt lời, Tuyệt Vô Trần đã cười một tiếng đầy ẩn ý, nếu như tôi cứu sống được 100 vị sư phụ của cậu. Cậu có thể gia nhập Huyền Thiên Tông hay không? Đồng thời bái chúng tôi làm sư phụ. Cái gì? Hô hấp của Diệp Bắc Minh khựng lại, chuyện này là thật. Mọi người thật sự có thể phục sinh sư phụ tôi. Tuyệt Vô Trần khẳng định gật đầu, nếu như chúng tôi còn không làm được, chỉ sợ toàn bộ huyền giới chỉ có người ở chỗ kia mới có thể làm được. Diệp Bắc Minh gật đầu, chư vị tiền bối, xin mời đi theo tôi. Một ý niệm xuất hiện trong đầu. Anh mở di tích Côn Luân Thượng Cổ ra. Sau đó mời đám người tiến vào bên trong. Cái này, thật là di tích Côn Luân Thượng Cổ. 12 Long Sơn, còn có Long Thai Chỉ ở trung tâm. Trong nháy mắt tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ, sắc mặt cả người mấy người đều chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Tiêu Bất Hủ hô hấp dồn dập, cậu Diệp, cậu lấy được di tích Côn Luân Thượng Cổ như thế nào vậy? Diệp Bắc Minh giải thích, không dối gạt tiền bối, tôi may mắn có cơ duyên có thể mở ra được một thế giới không gian tùy thân. Sau khi gặp được di tích Côn Luân Thượng Cổ này liền tùy tiện thử một chút. Để xem có thể thu nó vào trong thế giới không gian của tôi hay không, ai ngờ lại lập tức thành công. Bây giờ thế giới không gian của tôi đã dung hợp làm một với di tích Côn Luân Thượng Cổ rồi. Yên tĩnh như chết. Sáu người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Bách Hoa Thần Đế quay sang nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Yêu nghiệt, con mẹ nó cậu ấy quá yêu nghiệt, đậu má. Cậu ấy mới ở cảnh giới siêu phàm, chẳng những có thể mở ra thế giới không gian, mẹ nó thế mà còn có thể dung hợp di tích Côn Luân Thượng Cổ. Lão phu sống mấy triệu năm còn không làm được chuyện đó. Đã được 500 tuổi chưa? Ánh mắt mấy người nhìn về phía Diệp Bắc Minh không được bình thường. Nóng như lửa đốt. Diệp Bắc Minh khó hiểu, tiền bối, mọi người làm sao vậy? Ngoá. Nghiêm Bắc Huyền tiến lên một bước, trực tiếp bắt lấy cổ tay Diệp Bắc Minh, nhóc Diệp, quỳ xuống. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tiền bối có ý gì? Có ý gì, nhóc Diệp, quỳ xuống bái tôi làm sư phụ, nhanh. Đôi mắt Nghiêm Bắc Huyền đỏ bừng. Trực tiếp cướp người. Tiêu Bất Hủ cười mắng, lão già này, ông biết xấu hổ một chút được không? Mọi người cạnh tranh công bằng. Để cậu Diệp tự mình lựa chọn đối tượng bái sư. Diệp Bắc Minh có quắp khóe miệng, tiền bối, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Cứu người trước sau đó bái sư sao? Tuyệt Vô Trần khôi phục bình tĩnh đầu tiên, lão tứ. 2.
Nghiêm Bắc Huyền bất đắc dĩ buông cổ tay Diệp Bắc Minh ra. Giọng nói của Tuyệt Vô Trần vang lên lần nữa, cậu Diệp, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Diệp Bắc Minh trả lời, vãn bối năm nay 27 tuổi. Mẹ nó chứ? Cơ thể 6 người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Bách Hoa Thần Đế đều run lên. Hoàn toàn đứng ngồi không yên. Đôi mắt lập tức đỏ bừng, giống như bộc phát ra ánh lửa, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Nghiêm Bắc Huyền quát lên một tiếng lớn, đại ca, xin lỗi. Tôi muốn cậu nhóc này, cùng lắm thì về sau ông nói cái gì tôi đều nghe theo ông hết là được. Nhưng chỉ có một chuyện, nhóc Diệp nhất định phải làm đệ tử của tôi. Quỷ đế Vô Danh chửi ầm lên, cút đi. Từ thế giới Tam Thiên tới đây, 27 tuổi, cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Mẹ nó còn dung hợp di tích Côn Luân thượng cổ. Cho dù là điều nào cũng cực kỳ nghịch thiên, ông muốn ăn một mình. Ông đây là người đầu tiên không đồng ý. Một giây sau, quỷ khí bộc phát đầy trời giống như sóng thần. Trên bầu trời di tích Côn Luân thượng cổ dày đặc mây đen, trong nháy mắt đã hóa thành tu la địa ngục. Tôi thấy sát khí trên người cậu Diệp rất nặng, rất tương tự với quỷ khí của tôi. Bái tôi làm sư phụ đi, tôi cam đoan có thể cậu bước lên con đường vô địch. Bách Hoa Thần Đế quả quyết ra tay, một dải lụa đỏ bay ra quấn lấy Diệp Bắc Minh, kéo đến bên người. Các vị sư huynh đừng tranh giành với tôi. Cả đời tôi chưa bao giờ nhận đồ đệ, hôm nay mấy người hãy nhường tiểu sư muội một lần đi. Trịnh Cửu Uyên không ngừng lắc đầu, Linh Lung, cậu Diệp là đàn ông, sao có thể học công pháp của phụ nữ được? Hoa Linh Lung cả giận nói, tôi nhổ vào, phụ nữ thì sao chứ? Cậu Diệp có tướng mạo xinh đẹp, nam sinh nữ tướng, tôi thấy cực kỳ thích hợp làm đệ tử của tôi. Mấy người tranh luận không ngớt. Diệp Bắc Minh bị người đoạt đến cướp đi, vô cùng bất đắc dĩ. Thiên phú của mình rất nghịch thiên sao? Cũng tạm được chứ. Nhưng đến mức phải cướp đoạt như vậy sao? Tuyệt Vô Trần quát, được rồi, đừng tranh nhau nữa. Năm người lúc này mới dừng lại. Tuyệt Vô Trần nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, nếu như chúng tôi có thể cứu trăm vị sư phụ của cậu. Cậu có muốn bái chúng tôi làm sư phụ không? Gia nhập Huyền Thiên Tông. Diệp Bắc Minh không chút do dự gật đầu, có thể. Được, sư phụ cậu đang ở đâu? Mời các vị tiền bối đi theo tôi. Anh quay người lại. Dẫn mấy người Tuyệt Vô Trần. Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Bách Hoa Thần Đế đến trước Long Thai Trì. Sau đó nhảy vào bên trong Long Thai Trì. Mấy người đều làm theo. Ở dưới đáy Long Thai Trì, 6 người gặp được trăm vị sư phụ của Diệp Bắc Minh. Bên trong hơn trăm bọt khí khổng lồ là cơ thể của trăm vị sư phụ. Một sợi dây đỏ như máu đang nối liền những bọt khí với Long Thai Trì. Thân xác trăm vị sư phụ của tôi đều đã bị tổn hại, bây giờ chỉ còn lại thần hồn. Tôi vốn cho rằng thân xác của bọn họ sẽ có thể khôi phục rất nhanh, nhưng tôi phát hiện trong khoảng thời gian gần đây dường như không có bất kỳ biến hóa nào, Diệp Bắc Minh cau mày. Tuyệt Vô Trần nhìn Diệp Bắc Minh, Long Thai chỉ cần lực lượng long mạch, di tích Côn Luân thượng cổ ở trong cơ thể cậu tương đương với một cái cây không có rễ. Không có lực lượng long mạch rót vào di tích Côn Luân thượng cổ. Sao bọn họ có thể ngưng tụ ra thân xác được? Ông ấy vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề. Diệp Bắc Minh trần chờ một chút, ý của tiền bối là. Tuyệt Vô Trần nói, tôi có một biện pháp, lấy long thai chỉ ra, đặt ở phía trên long mạch của Huyền Thiên Tông. Lấy long mạch của Huyền Thiên Tông để nuôi dưỡng long thai chỉ, khôi phục thân xác cho sư phụ của cậu. Sắc mặt Diệp Bắc Minh không ngừng biến ảo. Anh âm thầm truyền âm, tiểu tháp. Biện pháp này có thể thực hiện được không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, trên lý thuyết là có thể thực hiện. Nhưng mà cậu nhóc, tôi nhắc nhở cậu một câu, Long Thai Trì là căn cơ của toàn bộ di tích Côn Luân Thượng Cổ. Một khi Long Thai Trì rời khỏi di tích Côn Luân Thượng Cổ, toàn bộ di tích Côn Luân Thượng Cổ sẽ không có linh tính nữa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe mấy lần, tôi hiểu rồi, đợi khôi phục sự sống cho sư phụ xong, tôi sẽ thu hồi lại Long Thai Trì. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nói thêm gì nữa. Lúc này Diệp Bắc Minh mới đồng ý 6 người,
cùng nhau trở về Huyền Thiên Tông. Ầm ầm. Ngày hôm đó, sâu trong Huyền Thiên Tông vang dội những tiếng sấm sét, phù văn lấp lóe. Khí tức kinh khủng bộc phát, một con huyết long dài hàng chục ngàn mét hiện ra, giống như là tận thế vậy. Hiện tượng kỳ lạ kéo dài dòng dã một ngày một đêm mới dừng lại, dẫn tới vô số thế lực thăm dò. Sáu người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Hoa Linh Lung ngồi trên tế đàn. Khí tức suy yếu. Sắc mặt tái nhợt. Sáu người gần như dùng hết lực lượng toàn thân, cuối cùng đã lấy long thai chỉ ra khỏi di tích Côn Luân Thượng Cổ. Khụ khụ khụ. Giọng nói của Tuyệt Vô Trần vang lên, cậu Diệp, chúng tôi tổn hao quá nhiều sức mạnh, bây giờ cần bế quan một đoạn thời gian. Cậu cứ làm quen tình huống ở Huyền Thiên Tông trước đi, chờ chúng tôi khôi phục xong sẽ liên hệ với cậu sau. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một chút, chỉ vào hòn đảo nhỏ ở trung tâm Long Thai Trì. Tiền bối, người đàn ông kia là huynh đệ của tôi, anh ta tên là Vương Khinh Hậu. Người phụ nữ bên cạnh tên là Long Khuynh Vũ, đã từng dùng mạng sống cứu tôi. Nếu như có thể, tôi mong mọi người có thể thuận tiện cứu bọn họ một chút. Tuyệt Vô Trần trợn trắng mắt, nhóc con, cậu đúng là biết giao dịch, được, tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần Long Thai chỉ hấp thu đầy đủ lực lượng, những điều này đều không phải là vấn đề. Kiếm Hành, sắp xếp cho cậu Diệp thân phận đệ tử nội môn, lại dẫn cậu ấy đi làm quen tông môn một chút. Diệp Bắc Minh nói, khoan đã. Làm sao, cậu có vấn đề gì nữa, Tuyệt Vô Trần nói. Diệp Bắc Minh hỏi ra nghi vấn cuối cùng trong lòng, vì sao Huyền Thiên Tông lại giúp tôi như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi có thiên phú dị bẩm? Tôi không cho rằng toàn bộ huyền giới không có người nào không có thiên phú mạnh hơn tôi. Cho nên, xin tiền bối giải thích một chút. Sáu người đồng thời trầm mặc. Sau một lát, Tuyệt Vô Trần cười khổ lắc đầu, nếu như tôi nói Huyền Thiên Tông bắt nguồn từ Hoa tộc, cậu có tin không? Diệp Bắc Minh sững sờ, cái gì? Huyền Thiên Tông bắt nguồn từ Hoa tộc sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Bắc Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tuyệt Vô Trần vuốt râu, nói tổ tiên đã sáng lập ra Huyền Thiên tộc từng được Hiên Viên Đại Đế chỉ dạy. Tổ tiên muốn bái nhập vào dưới danh nghĩa của Hiên Viên Đại Đế, đáng tiếc là bị cự tuyệt. Tuy nhiên, tổ tiên của Huyền Thiên tộc ghi nhớ ân nghĩa này, hạ lệnh chỉ cần một ngày Huyền Thiên tộc còn tồn tại. Nếu Hoa tộc gặp nạn thì Huyền Thiên tộc phải giúp đỡ vô điều kiện. Nói xong, Tuyệt Vô Trần lắc đầu. Ông ấy thở dài một tiếng, đáng tiếc, Hoa tộc cuối cùng vẫn là cô đơn. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tiền bối, Hoa tộc thượng cổ đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe được rất nhiều cấm kỵ về Hoa tộc từ thế giới Tam Thiên, đến cả người của huyền giới dường như đều thay đổi sắc mặt mỗi khi nhắc đến chuyện của Hoa tộc thượng cổ. Có điều gì ẩn giấu trong đó sao? Rốt cuộc thì tại sao Hoa tộc thượng cổ lại bị hủy diệt? Anh vừa dứt lời, trên bầu trời đã vang lên một tiếng nổ lớn. Một tia sét màu tím đánh xuống, dường như muốn xé toạc cả bầu trời. Đại sư huynh, đây là... Tiêu Bất Hủ và những người khác đã thay đổi sắc mặt. Tuyệt Vô Trần với vẻ mặt sợ hãi, nghiêm túc cảnh cáo, cậu Diệp, xin đừng nghĩ đến chuyện của Hoa tộc thượng cổ. Cũng đừng đi thăm dò bí mật của Hoa tộc thượng cổ. Hãy ở Huyền Thiên Tông, tu võ thật tốt. Lão Phu sẽ cho cậu những tài nguyên tốt nhất, cậu sẽ là thánh tử đời tiếp theo của Huyền Thiên Tông. Vị trí tông chủ đời tiếp theo của Huyền Thiên Tông cũng sẽ là của cậu. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, khẽ mỉm cười, cảm ơn lòng tốt của tiền bối, đáng tiếc tôi đã lười biếng quen rồi. Tôi không cần đến những thứ hư danh này, càng không thích hợp làm thánh tử hay tông chủ gì đó. Quỷ đế Vô Danh quát, cậu Diệp, đừng nói nhảm. Còn không sửa lại, mau trả lời đồng ý. Suốt 10.000 năm qua, Huyền Thiên Tông chưa từng có thánh tử, đây là do đại sư huynh coi trọng cậu đó. Mấy người Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Tiêu Bất Hủ cũng khuyên nhủ, đúng vậy cậu Diệp, đừng hành động theo cảm tính. Trở thành thánh tử của Huyền Thiên Tông sẽ mang lại ích lợi khó có thể tưởng tượng. Nếp nhăn trên mặt Hoa Linh Lung cũng dồn lại với nhau, cậu Diệp, đừng có hồ đồ. Hãy mau đồng ý. Đối mặt với sự khuyên nhủ của mấy người họ,
Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu, cảm ơn lòng tốt của các vị tiền bối, nhưng tôi thật sự không có hứng thú. Cái này, mấy người họ đã choáng váng. Bọn họ cho rằng Diệp Bắc Minh chỉ là khách sáo mà thôi. Tuy nhiên, nhìn vào biểu hiện của anh, thật sự là không có hứng thú với thân phận thánh tử của Huyền Thiên Tông. Cậu không suy nghĩ lại sao? Tuyệt Vô Trần vô cùng kinh ngạc. Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu, không cần. Được rồi. Tuyệt Vô Trần tán thưởng liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh một chút, không vui buồn vì được mất cá nhân, đúng là một hạt giống tốt. Kiếm Hành, trước tiên hãy dẫn cậu Diệp đi làm quen với Huyền Thiên Tông một chút. Những chuyện khác thì chờ chúng tôi xuất quan rồi lại bàn sau. Nhậm Kiếm Hành đi đến, liếc nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, vâng, Đại sư Huynh. Diệp Bắc Minh đi đến trước mặt Lạc Khuynh Thành, Đại sư tỷ, chị ở đây dưỡng thương cho tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị có thể liên hệ với em bất cứ lúc nào. Lạc Khuynh Thành cười nói, tiểu sư đệ yên tâm đi. Có các vị tiền bối ở đây, chị sẽ ổn thôi. Diệp Bắc Minh vừa rời đi. Vẻ mặt của sáu người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh và Hoa Linh Lung đồng thời ngưng lại. Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, quỷ đế Vô Danh cất giọng khàn khàn lên tiếng, Đại sư Huynh, vì sao không nói thật cho cậu ta biết? Ba. Ánh mắt của năm người còn lại đều đổ dồn vào Tuyệt Vô Trần. Tuyệt Vô Trần lắc đầu, cười khổ, nói cho cậu ta biết thì sao? Hoa tộc đã bị hủy diệt, bị đày vào thế giới tam thiên, tự sinh tự diệt. Dựa theo thỏa thuận, trừ khi có người của hoa tộc tự mình xông vào huyền giới, nếu không chúng ta cũng không thể can thiệp. Bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất là cậu Diệp. Nói đến chỗ này, Tuyệt Vô Trần dừng lại một chút, có đôi khi, người không biết gì ngược lại mới là người hạnh phúc nhất. Mọi người tiếp tục yên lặng một lần nữa. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Tiêu Bất Hủ lại vang lên, biết đâu không phải người duy nhất. Hả? Tuyệt Vô Trần nhìn về phía Tiêu Bất Hủ. Tiêu Bất Hủ mỉm cười, chỉ vào hầu tử dưới gốc Long Huyết Bồ Đề, tên nhóc này hình như đến từ cùng một nơi với cậu Diệp. Thiên Đạo Tông, sâu bên trong một tòa đại điện. Một người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất, tông chủ. Sau khi Huyền Thiên Tông mang Diệp Bắc Minh đi thì cậu ta trốn ở trong đó, không thấy ra ngoài. Bách Lý Tranh Vanh đập xuống một bàn tay, chiếc bàn gỗ đàn hương quý giá trước mặt nổ tung. Sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi, trên người tiểu xúc sinh này nhất định có bí mật động trời nào đó, nếu không Huyền Thiên Lục Tử sẽ không có khả năng tự mình ra tay. Bằng mọi giá phải để mắt đến cậu ta, một khi cậu ta rời khỏi Huyền Thiên Tông. Lập tức bét lại. Bản tông chủ không tin, cậu ta có thể cả đời đều không bước ra ngoài. Trong một ngọn núi phía sau Huyền Thiên Tông. Nhậm Kiếm Hành dừng bước lại, cậu Diệp, vì sao cậu lại từ chối thân phận thánh tử? Cậu có biết, trong hàng triệu đệ tử Huyền Thiên Tông có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào vị trí này không? Hàng năm đều có các loại khảo hạch, thi đấu, mọi người tranh đoạt xếp hạng, cũng chính là vì thân phận thánh tử này. Cậu chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến thứ mà người khác phải cố gắng giành lấy, vậy mà cậu lại không muốn sao? Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, Nhậm tiền bối, không phải tôi vừa mới giải thích rồi sao? Tôi không thích những thân phận hay địa vị đó, chúng quá là trói buộc. Trói buộc ư? Nhậm Kiếm Hành há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên ông ấy nghe nói, thân phận thánh tử của Huyền Thiên Tông là một trói buộc. Có Tuyệt Vô Trần bảo đảm. Tương lai Diệp Bắc Minh nhất định sẽ trở thành tông chủ của Huyền Thiên Tông. Diệp Bắc Minh gật đầu, còn không phải là trói buộc sao? Nhậm Kiếm Hành phải mất hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Cuối cùng, ông ấy lắc đầu, nếu như để những đệ tử khác biết được, sợ là sẽ ghen tị đến chết. Cho nên, Nhậm tiền bối tốt nhất không cần nói ra. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi vừa mới gia nhập Huyền Thiên Tông, không muốn gây quá nhiều sự chú ý. Đương nhiên là tôi hiểu, Nhậm Kiếm Hành gật đầu. Đúng rồi, tiểu bối có một vấn đề, Diệp Bắc Minh thay đổi đề tài. Nhậm Kiếm Hành dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Diệp Bắc Minh, cậu muốn hỏi tôi, vì sao sáu vị sư huynh của tôi đều là đế cảnh? Mà tôi mới chỉ là cảnh giới hư thần phải không? Diệp Bắc Minh giật mình,
sau đó lắc đầu, không, không, không. Tiền bối, ông hiểu lầm. Tôi liếc nhìn là có thể biết, tiền bối đã từng bị thương nặng, dẫn đến không cách nào đột phá đế cảnh. Nhậm Kiếm Hành kinh ngạc, làm sao cậu nhìn ra được? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, tôi có chút hiểu biết về y thuật, cũng biết cách để chữa trị căn bệnh này. Cậu nói cái gì? Nhậm Kiếm Hành bước tới, hai mắt đỏ bừng. Ông ấy kích động túm lấy cổ tay của Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, cậu không gạt tôi phải không? Cậu biết cách giúp tôi khôi phục. Hai chữ khôi phục này, Nhậm Kiếm Hành nằm mơ cũng muốn được nghe thấy. Đáng tiếc. Ông ấy đã tìm đến tất cả các bác sĩ nổi tiếng, nhưng không ai có thể chữa khỏi căn bệnh này. Vậy mà Diệp Bắc Minh lại nói có thể giúp ông ấy khôi phục. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, giơ tay lấy ra 13 cây ngân châm, tiền bối mời ngồi. Hai mắt của Nhậm Kiếm Hành lóe sáng, lẽ nào tên nhóc này muốn tự mình chữa trị sao? Thôi thì cứ coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa vậy. Nhậm Kiếm Hành tìm một tảng đá, trực tiếp ngồi xuống. Diệp Bắc Minh một bước đi tới sau lưng của Nhậm Kiếm Hành, ngân châm trong tay đâm vào trong cơ thể ông ấy. Trong chốc lát, Nhậm Kiếm Hành cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Các kinh mạch ban đầu bị tổn thương do trúng độc đang dần hồi phục. Chuyện này, Nhậm Kiếm Hành hô hấp dồn dập, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Đôi mắt của ông ấy mở to như nhìn thấy ma, sao có thể như vậy? Huyệt đái mạch đã mở ra. Diệp Bắc Minh tiện tay viết xuống một đơn thuốc, tiền bối, ông chỉ cần bốc thuốc dựa theo dược liệu ghi trong đơn thuốc này, tối đa 7 ngày là tất cả độc tố trong cơ thể sẽ được đào thải. Căn bệnh trong cơ thể tiền bối có thể bị loại bỏ hoàn toàn. Nhậm Kiếm Hành nắm chặt lấy phương thuốc. Ghi nhớ kỹ từng dược liệu phía trên vào trong đầu. Không dám bỏ quên bất kỳ một loại nào. Được, được, được. Nhậm Kiếm Hành bình tĩnh lại, cất đơn thuốc đi, cậu Diệp, cậu mới vừa nói có một vấn đề. Cậu cứ hỏi đi, chỉ cần tôi biết được, nhất định sẽ nói cho cậu nghe. Đường đường là thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Tông, vậy mà thay đổi xưng hô, gọi anh là cậu Diệp. Diệp Bắc Minh hỏi, tôi nghe đại sư tỷ nói, nhà họ Sở là gia tộc phụ thuộc vào Huyền Thiên Tông. Tôi có một người bạn ở nhà họ Sở, muốn đến thăm hỏi một chút. Việc nhỏ, lão phu tự mình dẫn cậu đi. Nhậm Kiếm Hành vỗ ngực, dẫn Diệp Bắc Minh trực tiếp đi về phía nhà họ Sở. Đến ngoài cửa nhà họ Sở, hai ông lão đang ngồi chơi cờ đứng dậy, lạnh lùng nói các người là ai. Nơi này là nhà họ Sở, người không có phận sự hãy nhanh chóng rời khỏi. Sắc mặt của Nhậm Kiếm Hành nghiêm túc. Tùy ý ném ra lệnh bài của Thái Thượng trưởng lão Huyền Thiên Tông. Hai ông lão nhìn thấy thì sợ hãi đến quỳ rạp xuống đất tại chỗ ôi. Thì ra là ông Nhậm, do chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Chúng tôi đáng chết. Bốp bốp bốp. Bọn họ điên cuồng tát vào khuôn mặt già nua của mình. Khóe miệng của Diệp Bắc Minh co giật, không đến mức này chứ. Nhậm Kiếm Hành thấp giọng, nếu cậu trở thành thánh tử của Huyền Thiên Tông. Bọn họ sẽ càng sợ hãi cậu hơn. Quên đi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nhậm Kiếm Hành quát lớn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi gia chủ của nhà họ Sở ra đây. Vâng, vâng, vâng. Hai ông lão tè cả ra quần, vội vàng chạy đi. Một lát sau đó, một đám người cấp cao trong nhà họ Sở đồng loạt xuất hiện. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đi tới hành lễ với Nhậm Kiếm Hành. Đột nhiên, con người của ông ta hơi co rụt lại, rơi vào trên người Diệp Bắc Minh. Ông ta hét lớn, mẹ kiếp, là tiểu súc sinh mày sao? Mày còn dám đến nhà họ Sở sao? Đi chết cho lão phu. Diệp Bắc Minh giết Sở Vô Trần, con trai của ông ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ khuôn mặt này. Nếu không phải ông ta chưa có thời gian để đến thế giới Tam Thiên, thì ông ta chỉ hận không thể lập tức xông tới lột ra Diệp Bắc Minh. Năm ngón tay nắm chặt lại, trực tiếp ra tay. Gầm. Sau lưng ông ta xuất hiện ảo ảnh của một con hổ hung mãnh, sát khí đáng sợ lao về phía Diệp Bắc Minh. Hừ, muốn chết. Nhậm Kiếm Hành hừ lạnh một tiếng. Không nói đến chuyện đại sư huynh đã dặn ông ấy phải chăm sóc cho Diệp Bắc Minh thật tốt. Chỉ bằng vừa rồi, Diệp Bắc Minh đã chữa khỏi bệnh cho ông ấy, Sở Phong Thiên cũng dám ra tay sao?
Ầm. Nhậm Kiếm Hành dậm chân một cái, một luồng không khí đáng sợ bộc phát. Mặt đất rung chuyển. Phụt. Sở Phong Thiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã mạnh xuống bậc thang như một con chó chết. Vẻ mặt của ông ta đầy hoảng sợ, nói ông Nhậm. Ngài làm cái gì vậy? Tiểu súc sinh này đã giết chết con trai tôi chỉ đang báo thù cho con trai mà thôi. Tôi đâu có va chạm vào ông Nhậm. Nhậm Kiếm Hành cười mỉa, cậu Diệp đã là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông, cũng là ân nhân của lão phu. Ông muốn giết cậu ấy, nếu đã vậy, nhà họ Sở không cần thiết phải tồn tại nữa. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người của nhà họ Sở đều luống cuống. Sở Phong Thiên suýt chút nữa bị dọa chết. Toàn thân ông ta run rẩy, trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Điên cuồng dập đầu với Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, không, không, không phải, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi, đáng chết. Những nhân vật cấp cao khác của nhà họ Sở cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu không ngừng. Trên trán đã là máu chảy đầm đìa. Nhậm Kiếm Hành chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến 9 đời nhà họ Sở đều phải chết. Đây thật sự không phải là trò đùa. Cậu Diệp, chính cậu quyết định đi, giọng nói của Nhậm Kiếm Hành vẫn rất bình tĩnh. Nếu là ngày thường, Sở Phong Thiên muốn giết anh. Diệp Bắc Minh nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Nhậm Kiếm Hành vừa ra mặt, Sở Phong Thiên đã sợ đến mức này. Lập tức khiến anh thấy nhàm chán. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không phải đến nhà họ Sở để tính sổ, từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Xóa bỏ, được. Sở Phong Thiên điên cuồng gật đầu, vui đến phát khóc. Diệp Bắc Minh không có hứng thú chấp nhặt với ông ta, tôi muốn gặp Sở Vị Ương. Sở Vị Ương. Nghe được ba chữ này, Sở Phong Thiên sửng sốt. Ông ta liếc nhìn Sở Thiên Hằng bên cạnh, nhỏ giọng quát, cậu Diệp muốn gặp con gái của ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa con gái của ông ra đây. Ông muốn cả nhà họ Sở chôn cùng ông hay sao? Sở Thiên Hằng nuốt nước bọt, nhanh chóng lao vào chỗ sâu trong nhà họ Sở. Một lát sau, Sở Vị Ương bị người dùng cáng cứu thương khiêng ra ngoài. Sở Sở đứng ở một bên, hai mắt đỏ hoe. Rõ ràng là cô ấy vừa mới khóc xong. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, Sở cô nương bị làm sao vậy? Sở Sở vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, nước mắt lập tức trào ra, anh Diệp. Hu hu hu. Cô ấy lao ra, nhào vào trong ngực Diệp Bắc Minh. Làm cách nào anh tới đây được, có người đang bắt nạt chị Vị Ương. Mọi người nhà họ Sở hoàn toàn choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sở Phong Thiên cười mỉa, truyền âm nói, Sở Thiên Hằng, ông cũng tính toán giỏi lắm. Tôi bảo ông truy sát cậu ta, vậy mà ông lại để bọn họ và cậu ta phát sinh ra loại quan hệ này sao? Mặt của Sở Thiên Hằng lập tức trắng bệch, gia chủ, tôi không có. Được rồi. Sở Phong Thiên trong đầu nhanh chóng chuyển động, con trai tôi đã chết rồi, nếu như Diệp Bắc Minh chỉ là một con sâu cái kiến, thì tùy tiện dẫm chết là được. Hiện tại cậu ta bám vào được con rồng lớn là Huyền Thiên Tông, nếu như có thể. Vậy để Vị Ương và Sở Sở đều trở thành người phụ nữ của cậu ta đi. Sở Thiên Hằng há hốc mồm, hoàn toàn không khép lại được. Dưới ánh mắt ngạc nhiên, nóng bỏng và kỳ lạ của mọi người. Diệp Bắc Minh lau khô nước mắt của Sở Sở, khóc sẽ không được xinh đẹp đâu, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi làm chủ cho hai người. Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu, chị tôi mang theo Tâm Nhi trở về huyền giới, vốn là để nhờ sư phụ của chị ấy chữa trị giúp. Ai mà ngờ được sư phụ của chị ấy đột nhiên gây khó dễ, cưỡng ép bắt giữ Tâm Nhi. Còn nói máu tươi trong cơ thể Tâm Nhi thích hợp để luyện đan. Cái gì? Cơ thể của Diệp Bắc Minh run lên. Giống. Một cơn giận dữ ngút trời bùng nổ. Tiếng rồng ngâm vang lên, ma khí phía sau quay cuồng, một con huyết long xông lên bầu trời. Màn đêm lập tức buông xuống bên ngoài toàn bộ cửa lớn của nhà họ Sở. Nhậm Kiếm Hành cũng giật mình, cậu Diệp, cậu làm sao vậy? Mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Anh nhìn chằm chằm vào Sở Vị Ương, cô đã hứa với tôi thế nào? Nói. Con gái của tôi đang ở đâu?
Sở Vị Ương cắn cánh môi đỏ, xin lỗi anh Diệp. Diệp Bắc Minh bước tới trước chiếc cáng, bóp chặt cổ Sở Vị Ương, cô không hiểu tôi nói gì sao. Nếu như con gái tôi bị mất một cọng lông thôi, tôi sẽ cho tất cả mọi người nhà họ Sở chôn cùng. Sở Vị Ương nhắm mắt lại, một dòng nước mắt trào ra, xin lỗi, rất xin lỗi. Sư phụ tôi chuẩn bị tham gia đại hội đan đạo nên phải dùng tâm nhi để luyện đan. Đệt. Diệp Bắc Minh giận dữ mắng một tiếng. Trong lòng anh bùng lên ham muốn giết chóc mạnh chưa từng có, đại hội đan đạo tổ chức ở đâu? Không đợi Sở Vị Ương trả lời, giọng Nhậm Kiếm Hành đã vang lên, đại hội đan đạo tổ chức ở thành Thiên Đan cách chỗ này nửa ngày đường. Sáng nay, thành Thiên Đan đã báo tin về, trưởng lão Tĩnh Dung đã lọt vào top 10 người mạnh nhất đại hội đan đạo. Trưa nay chắc hẳn bọn họ sẽ so tài trận cuối cùng. Ông ấy thoáng dừng lời. Liếc nhìn bầu trời, sắc mặt nặng nề nhìn Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, cùng lắm chỉ còn 2 canh giờ nữa là trưởng lão Tĩnh Dung sẽ ra sân. Con gái của cậu, trong lòng Diệp Bắc Minh nóng như lửa đốt, lẽ nào không có truyền tống trận à? Nhậm Kiếm Hành lắc đầu, thành Thiên Đan phong bế với bên ngoài, không xây dựng truyền tống trận. Diệp Bắc Minh không nhịn nổi nữa, lao thẳng ra khỏi nhà họ Sở. Gầm. Một con huyết long phóng lên trời, thiêu đốt chân nguyên toàn thân. Lao về phía thành Thiên Đan. Tâm nhi, con nhất định phải cố gắng chịu đựng. Lúc này, trên quảng trường thành Thiên Đan. Hôm nay, nơi này còn náo nhiệt hơn ăn Tết vì là ngày diễn ra trận chung kết đại hội đan đạo. 10 đan tông mạnh nhất trong các tông môn hàng đầu đang chuẩn bị quyết một trận luyện đan, xác định thắng thua. Trên 10 đài võ đạo trong quảng trường, mỗi đài lần lượt đứng một đan tông. Xếp từ nhất phẩm tới cửu phẩm không đồng nhất. Thế nào thì được gọi là đan tông? Nói một cách khác thì đan tông là người có thể dựa vào thực lực đan đạo của bản thân để sáng lập tông phái. Đan tông hiếm hoi không thua gì đế cảnh. Đế cảnh còn có nhiều chứ đan tông thì chẳng có bao nhiêu. 10 đan tông cùng lên đài tỉ thí, cảnh tượng này trăm ngàn năm hiếm thấy. Được tận mắt chứng kiến các vị đan tông luyện đan thật là quá may mắn. Người thu võ đứng dưới đài kích động bàn tán. Đột nhiên, có người tiết lộ một tin tức nặng ký, nghe nói chỉ cần đoạt được giải quán quân của đại hội đan đạo lần này là có thể trở thành thành chủ đời tiếp theo của thành Thiên Đan. Anh bảo sao, lời này là thật ư? Khán giả xung quanh giật mình. Người kia gật đầu, đương nhiên là thật rồi, thành chủ đời trước của thành Thiên Đan đã vẫn lạc mấy trăm năm rồi. Đã tới lúc tìm ra một thành chủ mới. Người kia vừa dứt lời, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đài võ đạo. Chẳng trách các đan tông lại liều mạng như vậy. Một khi trở thành chủ nhân của thành Thiên Đan thì sẽ được nắm giữ toàn bộ tài nguyên của thành Thiên Đan, đúng là giàu to rồi. Vô số ánh mắt nóng bỏng của mọi người tập trung nhìn vào 10 vị đan tông trên đài võ đạo. Rốt cuộc ai sẽ trở thành người may mắn cuối cùng đây? Giữa tiếng bàn tán sôi nổi, giờ ngọ đã tới. Một lão già tiên phong đạo cốt đứng trên đài làm trọng tài, trật tự. Cổ Trần Đan Tôn. Trên đan tông chính là đan đạo chí tôn. Toàn bộ đại lục huyền thiên chỉ có một đan tôn duy nhất chính là Cổ Trần. Hơn nữa ông ta còn là đan tôn nhất phẩm. Có thể thấy đan tôn quý báu tới nhường nào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cổ Trần, mọi người đều trật tự. Kể cả mấy người quen của Diệp Bắc Minh. Bọn Thẩm Nại Tuyết, Giang Thái Hư, Sư Thái Tĩnh An, ông Lão Thiên Khiếm đều bất ngờ có mặt trong đám đông. Cặp ông cháu của nhà họ Mạc ngồi ở một góc vắng ít thu hút sự chú ý, lẳng lặng theo dõi. Giọng Cổ Trần bình thản, quy định rất đơn giản, chỉ cần bất kỳ ai trong số các ông luyện chế ra được đan dược đế phẩm có 9 đường đan văn, thì sẽ được xem là người chiến thắng. Nếu có 2 người hoặc từ 2 người trở lên đều luyện chế ra được đế đan cửu vân thì dùng chất lượng để phân định thắng thua. Ngoài ra, tất cả đều bị coi là thua. Bắt đầu. Ông ta nói xong ngồi xuống chiếc ghế thái sư, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đài võ đạo, 10 vị đan tông đồng loạt tập trung tinh thần, bắt đầu luyện đan. Chỉ thoáng chốc, trên quảng trường thành Thiên Đan đã nồng nặc mùi thuốc. Đột nhiên,
một luồng khí mạnh mẽ phóng lên trời cao. Ánh mắt mọi người tập trung lại xem thì thấy một lão già mặt đỏ tới tận mang tai, ha 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 ha, đột phá, lão phu đột phá rồi. Cảnh giới hư vương kìa. Ôi trời, chỉ ngửi một chút mùi thuốc thôi mà đã đột phá rồi sao? Vô số người nuốt nước bọt. Hau háu nhìn 10 vị đan tông trên đài võ đạo. Nếu như được ăn một viên đan dược do bọn họ luyện chế ra thì chẳng phải là sẽ phi thăng ngay tại trận hay sao? Cùng lúc này, Cổ Trần ngồi trên ghế thái sư mở mắt ra, nhìn về phía một người đàn ông trung niên, Niết Bàn Cung, thua. Ông rút lui được rồi đấy. Gì cơ? Đám đông sững sờ, nhìn về phía một trong 10 đài võ đạo. Người đàn ông trung niên của Niết Bàn Cung dừng lại, tỏ ý không phục tiền bối Cổ Trần, mặc dù ngài là đan tôn nhất phẩm. Nhưng lò kim đan càn nguyên tạo hóa này của tôi chỉ vừa mới bắt đầu luyện chế, các loại phụ liệu được phối với tỷ lệ chính xác tới 1/1000 tỷ. Tại sao ngài lại nói là tôi đã thua? Giọng Cổ Trần vẫn bình tĩnh như trước, trình độ phối thuốc của ông quả là không tồi. Nhưng đáng lẽ 10 hơi thở trước, ông cần phải tăng lửa to thêm 3 phần, ông đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất rồi. Chỉ 30 hơi thở nữa thôi, chắc chắn viên đan này sẽ hỏng. Người đàn ông trung niên của Niết Bàn Cung hết sức tự tin, cười gằn, vậy tôi sẽ chờ thêm 30 hơi thở nữa nhưng chắc chắn không thể nào lại như vậy được. Mọi người nín thở đếm nhẩm. 1, 2, 3, 30. Ngay khi vừa đếm hết hơi thở cuối cùng. Một tiếng động vang rền, lò đan của người đàn ông trung niên thuộc Niết Bàn Cung nổ tung. Cả quảng trường im phăng phắc, mọi người mở to mắt, sợ hãi nhìn Cổ Trần. Đây chính là thực lực của đan tôn ư. Thật kinh khủng. Vũ Cực Tông, thua. Tinh Khư Môn, thua. Tuyệt Thiên Giáo, thua. Sau nửa canh giờ, trên đài võ đạo chỉ còn lại 4 đan tông là Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tông, Băng Cực Cung, Sát Minh. Bỗng nhiên, Tĩnh Dung quát to một tiếng gọi dưới đài, đã tới lúc rồi, mang thuốc dẫn ra đây. Vâng, sư phụ. Một người phụ nữ gật đầu, lấy một chiếc lồng sắt ra. Mọi người tập trung nhìn thử, không khỏi dần giật mí mắt. Trong lồng sắt là một cô bé khoảng chừng 3 tuổi. Đôi mắt to long lanh, ngây thơ chẳng biết gì. Cô bé sợ hãi nhìn đám đông, nép mình co ro trong góc lồng. Một lão già giật mình la lên, Tĩnh Dung, bà điên rồi. Sao lại dùng một cô bé loài người làm thuốc dẫn hả? Tĩnh Dung lắc đầu, sao bà già này lại có thể làm chuyện vô nhân tính như vậy được? Cô bé này không phải nhân tộc mà là yêu ma. Nói rồi, Tĩnh Dung tiện tay bắn một viên độc dược vào miệng cô bé. Con súc sinh này là yêu ma, một khi đối mặt với nguy cơ sinh tử. Ma huyết trong cơ thể nó sẽ bảo vệ chủ nhân, mọi người xem đi. Một giây sau, làn da của cô bé bỗng chốc đen kịt. Ôi! Cô bé hét lên đau đớn tan nát cõi lòng, bố mẹ ơi, tâm nhi đau quá. Da thịt trên người cô bé nháy mắt biến thành màu tím. Sau đó, sau lưng cô bé còn xuất hiện ảo ảnh hình một con chân long màu tím. Không ngừng gào thét, hung dữ. Hu hu, bố mẹ ơi, bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ không cần tâm nhi nữa sao? Hu hu hu. Diệp Tâm khóc. Trên da xuất hiện rất nhiều ma văn, bầu trời cũng trở nên u ám. Tĩnh Dung ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Trần, cười hỏi, mọi người thấy cả rồi chứ? Con bé này mà là nhân tộc sao? Cổ Trần gật đầu, không phải, bà tiếp tục đi. Cảm ơn tiền bối. Tĩnh Dung cười một tiếng, tiện tay kéo chiếc lồng sắt đang giam giữ Diệp Tâm lại gần mình. Một giây sau, bà ta lấy ra một con dao găm sắc lẹm cứa cổ tay của Diệp Tâm. Phụt! Máu tươi bắn ra. Tĩnh Dung đưa tay, dẫn máu của Diệp Tâm vào trong lò đan. Chỉ một lát, trong lò đan bùng lên một luồng tinh khí sinh mệnh cực mạnh. Thân thể của người tu võ xung quanh đài võ đạo chấn động. Bọn họ ào ạt ùa tới, bao vây bên dưới đài võ đạo, ra sức hít một hơi thật sâu. Hu hu, đau quá, tâm nhi đau quá. Bà đừng bắt nạt tâm nhi nữa,
Tâm Nhi muốn gặp bố mẹ, Diệp Tâm cầu xin bà ta. Nét mặt Tĩnh Dung băng giá, đồ xúc sinh nhà mi được làm thuốc dẫn cho đan dược của bà già này là phúc lớn trời bể của mi đấy. Chỉ khi dùng thân mình để luyện đan thì mới có thể rửa sạch tội nghiệt trên người mi. Diệp Tâm rưng rưng nước mắt trên khóe mi, hu hu hu, Tâm Nhi không làm chuyện gì xấu cả. Bà ơi, cháu đau lắm, cháu chết mất. Tĩnh Dung tuét miệng cười một tiếng, đau thì nhắm mắt lại, chỉ cần nhắm mắt lại là hết đau. Không, Tâm Nhi không nhắm, Tâm Nhi mà nhắm mắt lại là sẽ chết. Diệp Tâm lắc đầu nguầy nguậy, chết rồi thì sẽ không gặp lại được bố mẹ nữa. Nét mặt của người tu võ xung quanh đài võ đạo đều rất lạnh lùng. Tất cả đều đang tham lam hấp thụ tinh khí sinh mệnh trong không khí. Đột nhiên, một người phụ nữ khẽ hét lên, dừng tay, Tĩnh Dung, bà thật quá đáng. Một thân ảnh xinh đẹp xông ra, đứng trên đài võ đạo, ngăn ở trước mặt Tĩnh Dung. Chém xuống một kiếm. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc lồng sắt nổ tung. Cô gái ôm Diệp Tâm, bảo vệ cô bé ở sau lưng. Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh. Thánh nữ. Mọi người trong băng cực cung đều bối rối, không ngờ Thẩm Nại Tuyết lại vì Diệp Tâm mà ra tay. Tĩnh Dung sửng sốt trong mấy giây mới phản ứng lại, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ tức giận, Thẩm Nại Tuyết, cô con mẹ nó điên rồi đúng không? Bà đây đang đại diện cho Huyền Thiên Tông tham gia đại hội đan đạo, băng cực cung muốn làm gì? Chuẩn bị trở thành kẻ thù với Huyền Thiên Tông sao? Mọi người của băng cực cung sợ hãi đến mức run rẩy cả người. Một bà lão nuốt nước miếng nói, thánh nữ, hãy suy nghĩ lại đi. Mau mang con yêu ma kia trả lại cho Tĩnh Dung trưởng lão, ngài làm như vậy là đang gây phiền toái cho băng cực cung đấy. Thẩm Nại Tuyết nghiến răng. Tức giận hét lớn, con bé chỉ mới lớn. Các người đã nói con bé là yêu ma sao? Tôi chỉ thấy Tĩnh Dung đang cướp đi sinh mạng của một bé gái 3 tuổi. Tất cả các người đều bị điếc rồi sao? Không ai nhìn thấy con bé đang cầu xin tha mạng, con bé chỉ muốn bố mẹ của mình thôi. Làm sao con bé lại là yêu ma được? Tĩnh Dung giận dữ hét lớn, Hiên Viên trưởng lão, bắt cô ta lại cho tôi. Đan dược của tôi không có thời gian. Mau đưa người về. Một giây tiếp theo, một ông lão mặc áo bào tím từ dưới đài võ đạo xông ra, móng vuốt giống như móc câu chim ưng tung về phía Diệp Tâm. Thẩm Nại Tuyết nhanh chóng lùi về phía sau, dùng kiếm trong tay chém ra. Một tiếng keng giòn giã vang lên, thanh trường kiếm bị móng vuốt của ông lão mặc áo bào tím bấu vào. Bị gãy ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, thân thể của ông lão mặc áo bào tím va vào. Thẩm Nại Tuyết bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nện mạnh xuống dưới đài võ đạo. Diệp Tâm bay ra ngoài. Ông lão mặc áo bào tím túm lấy Diệp Tâm, quay lại bên cạnh Tĩnh Dung và giao cho bà ta. Khuôn mặt già nua của Tĩnh Dung trở nên vặn vẹo, hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Nại Tuyết, nổi giận mắng, mẹ kiếp. Tiểu tiện nhân, làm trễ nãi thời gian của bà đây. Vốn là chậm rãi lấy máu. Thời gian hoàn toàn đủ. Cô làm xáo trộn như vậy, thời gian hoàn toàn không đủ. Đan dược cần phải dùng máu tươi tế luyện, cho nên hiện tại chỉ có thể sử dụng phương pháp lấy máu nhanh nhất. Tĩnh Dung thò cổ tay già nua vào trong ngực. Một thanh loan đao xuất hiện trong lòng bàn tay, chém về phía cổ của Diệp Tâm. Đừng! Thẩm Nại Tuyết hét lớn. Tĩnh Dung nhếch miệng cười khẩy. Thanh loan đao trong tay nhanh chóng rơi xuống, tất cả chuyện này đều là lỗi của mày. Tiểu xúc sinh, giúp bà đây luyện thành đan đi. Nhìn thấy loan đao sắp chặt đứt cái đầu nhỏ của Diệp Tâm. Đột nhiên. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên, mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, con người điên cuồng co lại. Chỉ thấy. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.